không sao, tất cả tại em. Ok được chưa nhỉ? Cô chào tất cả các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào bài Việt Bắc tiết 4. Nào, cô nhắc lại một lần nữa là bài Việt Bắc này ấy, các em đi phân tích ấy, điểm nó rơi từ khoảng tầm 6 điểm, từ 6 điểm đến 7 điểm rưỡi thì rất là dễ. Nhưng mà bài phân tích bài Việt Bắc này này, để được số điểm 8 trở lên nó rất là khó, bởi vì nó có rất là nhiều vấn đề. Tại sao lại nói là nó nhiều vấn đề? Bởi vì như sau. Cô chào Trang đấy nhá, cô chào các em. Cô chào tất cả các em. Ok nhỉ, âm thanh tiếng nghe rõ chưa nhỉ? Nghe rõ rồi đúng không? Cô chào tất cả các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào bài Việt Bắc. Bài Việt Bắc thì như sau. Bài Việt Bắc ấy thì rất dễ để phân tích. Nếu như phân tích theo cái kiểu bình thường của các em ấy, có nghĩa là câu thơ này có cái gì đặc biệt này, ý thơ này có cái gì, nội dung gì gì này, phân tích như thế thì rất là dễ. Đấy, nhưng phân tích như thế lại không được điểm cao. Đấy nha, các em phân tích kiểu như cô hướng dẫn cho các em ấy thì mới được điểm cao. Các em hiểu đúng không? Đấy, thế nhá. Và cô hy vọng là khi mà cô chuyển sang cái bảng này á, thì thứ nhất là khi các em học viết kỹ năng viết văn, các em thấy là cô sửa trên bài các em ấy thì cô sẽ sâu chữ lên máy chiếu như này, rồi chẳng hạn sửa cái từ gì thì cô sẽ viết trực tiếp vào đây đấy, như thế thì các em sẽ dễ dàng hơn. Còn chẳng hạn như sử dụng màn hình chiếu á thì cô không sửa được trực tiếp lên cái bài này của các em, nên thành ra là nó khó hơn. Bởi vì chúng ta, nhóm của chúng ta đi học ấy, và cô thì cô luôn luôn muốn đẩy mạnh cái kỹ năng viết văn cho các em, thế nên là hy vọng là khi chuyển sang cái bảng này thì các em có nhìn rõ không, các em có nhìn rõ không, cỡ chữ như thế này anh em đã ok chưa nhỉ, đã rõ chưa nhỉ? Đấy, rõ chưa? Đó, ok rồi đúng không, chữ rõ rồi đúng không, như này là ok rồi nhá. Ok, chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay. Nào, chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì như sau. Đây là bài tập về nhà mà cô đưa cho các em đúng không? Nhưng mà các em, cô nói là như thế nào thôi, viết một đoạn văn mà đấy, đoạn văn 20 dòng. Nhưng cô đọc qua bài của các em ý, thứ nhất là đi lạc đề. Vấn đề ở đây của câu hỏi là gì? Vấn đề của câu hỏi là viết một đoạn văn về những kỷ niệm của người ở lại, nhắn gửi đến người ra đi trong 15 năm gắn bó, và nêu cảm nhận về phản ứng của người ra đi. Đấy như nào? Vậy ở trong cái đề này có hai ý. Ý thứ nhất là gì? Đấy, ở trong cái đề này có hai ý. Ý thứ nhất, Ý một là các em phải nhắc được cho người ta là những kỷ niệm mà người ở lại. Những kỷ niệm. Ok chưa? Đấy, những kỷ niệm mà người ở lại. Được chưa nào? Nhắc đến người ra đi, đó là những kỷ niệm nào? Ôi chưa? Cô thấy các em gần như là toàn trích thơ đấy, xong rồi đi phân tích cái ý thơ này. Người ta có yêu cầu em phân tích đâu, người ta yêu cầu em là viết một đoạn văn về những kỷ niệm. Về những kỷ niệm có nghĩa là em liệt kê cho người ta những cái kỷ niệm mà người ở lại nhắc đến với người ta đi thôi, đấy chưa nào? Đấy, đúng nào. Và nêu cảm nhận về phản ứng có nghĩa là cảm nhận của ai? Cảm nhận của em đây này, chính là cảm nhận của anh chị này. Đấy, em cảm thấy là những cái kỷ niệm này, đây, người ta yêu cầu là và nêu cảm nhận về phản ứng của người ra đi. Phản ứng của người ra đi là như thế nào? Cả phản ứng của người ra đi là bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi, áo chàng đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đấy là phản ứng của người ra đi đúng không? Phản ứng của người ra đi là gì ạ? Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Và phản ứng của người ra đi là khi nghe tên tiếng ai theo thiết bên cồn ý thì không nói được, đúng nào? Dạt dào cảm xúc không nói được, không nói lên lời, đúng không? Và chỉ biết nhắn gửi qua cái cầm tay mà thôi, đúng nào? Vậy thì cảm nhận của em về cái hành động đấy, cảm nhận của em về cái hành động, về cái bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi
đi đấy, cảm nhận của em về cái cầm tay thay lời muốn nói đấy, thay những lời, thay những hành, thay những lần mà cái cử chỉ cầm tay thay lời muốn nói của người ra đi đấy, cảm nhận của em như thế nào? Em thấy cái cảm, em thấy cái hình ảnh đấy, em tưởng tượng cái hình ảnh đấy, em đọc những câu thơ đấy, em cảm thấy xúc động, hay em cảm thấy là em cảm thấy lưu luyến, em cảm thấy như thế nào đấy, em có cảm thấy xúc động hay không? Thì cô thấy là gần như là em không nêu được, gần như không một bạn nào nêu được luôn á. Và em phân tích dài ơi là dài đến như nào, cô chỉ nói là 20 dòng thôi mà, 20 dòng thôi mà. Đề này ấy, cái mở khi cô yêu cầu em viết thế này này đều có dụng ý cả, không phải là cô cho em viết để chơi đâu. Cái này ấy sẽ là cái mà em mở rộng, nên là vì em đang học nhóm gì đây, em đang học nhóm 8+, em đang học nhóm 8+ đấy, chính ra là cô chỉ cho 15 dòng thôi đấy, thấy chưa đấy, chính là cô chỉ cho yêu cầu viết 15 dòng thôi á, thì à không chưa. Như vậy cô bây giờ cô muốn hỏi các em một câu như thế này, các em suy nghĩ giúp cô. Đề bài yêu cầu em phân tích một đoạn thơ, phân tích 8 câu thơ đầu. Câu thơ đầu bài Việt Bắc. Học sinh có một cái như thế này, là 8 cái câu này là quan trọng đúng không? Nếu như cái đề này này, cái đề yêu cầu các em phân tích 8 câu thơ đầu của đoạn trích Việt Bắc ấy, nó chiếm 5 điểm đúng không? Thì phần mở bài chiếm bao nhiêu? Mở bài chiếm 0,125 điểm đúng không? Giới thiệu về tác giả tác phẩm 0,5 điểm. Được chưa? Nội dung bao quát của tác phẩm, nội dung bao quát, nội dung bao quát 0,25 điểm. Được chưa nào? Xong mới đến cái phần phân tích này, xong mới đến 8 cái câu thơ này. 8 cái câu thơ này ấy, chỉ chiếm 3 điểm mà thôi. Vì bởi vì một bài văn phân tích bao giờ cũng phải cần sự logic. Học sinh lại cứ đi chăm chăm và phân tích cái này. Cái phần này là cái phần mở rộng cho các em này, nhưng mà gần như không bạn nào nói được, nhưng viết dài lắm. Có bạn viết hẳn đến 3 trang, 3 trang thì nó rơi vào khoảng tầm đến 50 dòng thì cũng nên. Đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Rồi, mới đầu em cũng thấy, 20 dòng nhưng em thấy các bạn viết dài. Thế cô hỏi em, bây giờ đi thi người ta yêu cầu các em là phân tích đúng không? Đấy, em thấy bạn em làm, em thấy bạn em làm cảm nhận thì em cũng đi cảm nhận nào. Chẳng hạn như đề yêu cầu em là vẽ đồ thị hàm số đúng không, thì bây giờ em đề yêu cầu là vẽ đồ thị hàm số, em hiểu là vẽ đồ thị hàm số bậc 3 rồi, nhưng em thấy bạn vẽ bậc 4 em cũng vẽ bậc 4 ạ. Ô hay ồ, đấy, thế là sai. Cái đấy là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai đó là gì ạ? Đó là đi phân tích. Các em đi phân tích chứ không phải là các em đi làm theo yêu cầu của cô. Yêu cầu của cô là gì ạ? Là nêu những kỷ niệm, viết đoạn văn về những kỷ niệm. Về những kỷ niệm có nghĩa là nhắc cho người ta biết những cái kỷ niệm mà người ở lại, nói cho người ta đi trong suốt 15 năm đó là những kỷ niệm nào. Ok chưa? Và sau đó thì nêu cảm nhận về cái gì đây? Cái phản ứng của người ra đi trước những cái lời dặn dò đấy, trước những cái kỷ niệm mà người ở lại nhắm với người ra đi đấy. Hiểu bản chất vấn đề chưa? Đấy, hiểu bản chất vấn đề chưa? Cái này nhằm mục đích gì? Cái mục đích cô đưa ra cái đề bài này là như sau. Nếu đi thi người ta yêu cầu các em phân tích một đoạn nào đấy trong lời của người ở lại, lời người ở lại, thì hãy đưa cái này vào, nhưng đưa tầm 10 dòng thôi. Ok chưa? Đưa tầm 10 dòng thôi để làm gì? Để nâng cao vấn đề. Bởi vì đề bao giờ cũng yêu cầu các em phân tích hoặc cảm nhận một cái đoạn thơ mà người ta cho. Đúng chưa? Một cái đoạn trích mà người ta cho. Đúng không? Đoạn trích mà người ta cho. Em muốn bài của em 8 điểm trở lên thì em phải đưa được cái này vào. Cái này là cái khái quát cho lời người ở lại, đúng không? Lời người ở lại thì có 4 câu thơ đầu, đúng không nào?
và 12 câu thơ tiếp theo sau bốn cái câu trả lời của sau bốn cái câu mà nói về tâm trạng của người lại, tóm lại nó là chữ in nghiêng trong sách giáo khoa của các em, đúng chưa? Bây giờ nhìn vào sách giáo khoa đi, dở sách giáo khoa ra đã xác định được đâu là chữ in nghiêng, yên thẳng chưa? Chữ in nghiêng là lời của người ở lại. Ờ, ok không nào? Đấy, thế bây giờ câu hỏi là người ở lại nhắc những kỷ niệm nào? Đấy, đến đây thì đã hiểu bản chất vấn đề chưa? Đấy, đến đây mà không hiểu bản chất vấn đề thì thôi rồi. Thực ra là bài đầu tiên nên là cô cũng không thể trách các em được, đúng không? Bài đầu tiên thì từ từ, sau bài này thì trách còn được. Bài đầu tiên, lần đầu tiên em được học của cô, bắt đầu cô bảo em hiểu thì làm sao em hiểu được. Em chưa được học, hôm sau bây giờ học thì mới hiểu nhá. Nào, chúng ta đi vào chữa cái bài tập này chưa? Nào, vậy câu hỏi là những kỷ niệm người ở lại nhắc đến là gì? À, những kỷ niệm mà người ở lại nhắc đến ấy, cô thấy có bạn phân tích cả bốn cái câu thơ đầu này. Bốn cái câu thơ đầu này có cái kỷ niệm gì không? Nào, mình về mình có nhớ ta. Bây giờ chỉ nhìn về chữ in nghiêng thôi nhá. Bởi vì người ta đang hỏi các em là gì ạ? Những kỷ niệm của người ở lại nhắn với người ra đi. Có nghĩa là trong lời của người ở lại, đúng không? Lời người lại có nghĩa là các em chỉ nhìn vào chữ in nghiêng thôi, em không nhìn vào chữ in thẳng nữa, đúng? Chữ in nghiêng là lời của người ở lại nói với người ra đi, đúng chưa? Nào, mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Ở trong đây có cái kỷ niệm nào không? Cô thấy có bạn còn phân tích cả một cái câu thơ này nữa đấy, phân tích và trích cả thơ ra. Ở trong cái này các em không cần trích thơ. Viết 12 dòng mà các em trích thơ thì mỗi câu thơ một dòng thì hết mất 12 dòng rồi, hết mất 20 dòng rồi, đúng chưa? Đấy, vậy cô hướng dẫn các em này, cô hướng dẫn đây là một bài quan trọng, đây không phải là bài tập về nhà đâu, đây là một kiến thức mở rộng cho các em đấy. Thì kiến thức mở rộng đấy không phải là bài tập về nhà đâu đấy, nó chỉ ẩn nấp sau bài tập về nhà thôi. Nghe này, thế cô hỏi ở trong đây có cái kỷ niệm gì không? Ở trong đây nó chỉ nhắc về mốc thời gian là 15 năm thôi này. 15 năm, còn trong cái 15 năm này có rất nhiều kỷ niệm, đúng không? Nhưng mà bốn cái câu thơ này là người ta đang khái quát, người ta đang nhắc cho mình là ôi 15 năm gắn bó với nhau, trong 15 năm này thì có rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đấy là gì? Kỷ niệm đấy nó ở trong 12 cái câu thơ tiếp theo. Ok không? 12 cái câu thơ tiếp theo, đúng nào? Đấy, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Cái chỗ này có kỷ niệm không? Cái chỗ này có kỷ niệm không? Không nhắc rõ kỷ niệm, đúng không nào? Mặc dù là ở đây có cây này, có sông này này, núi này này, nguồn này này. Đấy, là gì ạ? Là trong cái núi, cái nguồn này này là chỉ chiến khu Việt Bắc, đúng nào? Và trong cái chiến khu Việt Bắc đấy thì có rất nhiều kỷ niệm trong vòng 15 năm. Nhưng hai cái câu thơ, nhưng bốn cái câu thơ này á là chỉ bao quát những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm đó để người ra đi có thời gian mường tượng lại, đúng không? Chuẩn không? Đấy, bây giờ câu hỏi là em có nhớ cái ký ức trong em có nhớ những ký ức trong trong khoảng thời gian học cấp 2 của em hay không? Đấy thì em sẽ nhớ, bắt đầu em sẽ nhớ về cái 14 cái năm đi học đấy, đúng không? Đấy, xong cô nói rõ hơn là nhớ mà khi đánh bạn nam này này, khi được bạn bảo tán này, đấy thì dần dần các em mới nhớ dần ra, đúng không? Còn bây giờ là gì ạ? Nhắc đến cho em là em có nhớ cái kỷ niệm 4 năm trong cấp 2 của các em hay không? Đấy thì các em biết à, em nhớ, em sẽ định hình là à, đấy là 4 năm mình học cấp 2, đúng không? Còn nhớ cái kỷ niệm gì thì từ từ đã. Đấy, xong rồi cô nhắc tiếp là ôi cái lúc năm lớp 7 bạn nam bạn đi tán em. Đấy thì em sẽ nhớ về cái khoảng thời gian lớp 7, cái khoảng thời gian bạn nam bạn tán em, đúng chưa? À, em có nhớ cái năm lớp 9 mà em được đi thi học sinh giỏi văn hay không? Thế thì em lại chuyển ký ức sang năm lớp 9, đúng không? Sang lớp 9 à, cái tháng 10 thì mình được đi thi thế này, đúng không? Thế cái này đề này nó cũng kiểu như thế, đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, đoạn này đã hiểu chưa? Đấy, hiểu chưa? Đấy, bốn cái câu thơ này là người ta chỉ nhắc bao quát là à, đây là 15 năm này đấy, còn kỷ niệm với thiên nhiên thì như thế nào này, kỷ niệm với con người thì như thế nào này, lúc đói khổ ra sao này, thiên nhiên khắc nghiệt thế nào thì từ từ nhắc sau. Ok chưa? Nhưng mà nhớ về cái quãng 15 năm này cái đã. Đấy, hình dung chưa? Không hình dung ra được nữa cơ. Hiểu không? Chỗ này hiểu không? Hiểu không? Để cô đi tiếp này. Đấy, không hiểu là không đi tiếp được đâu. Hiểu không? Chỗ này các em hiểu không? Đấy, thế nhá. Như nào? Thế nhiều bạn cô không hiểu là đi phân tích cái này để làm gì không biết nữa.
có phân tích hẳn một trang về cái này cơ. Cô không nhớ là bạn nào. Nên là vừa đọc qua cái bài của em, cô thấy có một sự ngây thơ không hề nhẹ trong cái đề này, bởi vì em chưa được học cái kiểu bao quát này bao giờ, đúng không? À, chưa được học cái kiểu bao quát này bao giờ thì từ từ người ta sẽ dạy mà, đúng không? Người ta hướng dẫn từ từ. Đây là buổi học đầu tiên theo kiểu nâng cao nên là cứ từ từ nhá. Học theo kiểu nâng cao cứ từ từ. Được chưa nào? Đấy, giờ kỷ niệm có nghĩa là lời của người lại nhìn vào chữ nghiêng. Đây này, cái này mới là kỷ niệm này. Đây, mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù. Cho cô biết hai câu này đang nói về cái gì? Hai câu này có phải nói về kỷ niệm khắc nghiệt với thiên nhiên không? Đúng chưa? Vậy các em được ý thứ nhất là gì đây ạ? Ý thứ nhất là gì ạ? Kỷ niệm với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng không? Đấy, tóm lại là sự khắc nghiệt của thiên nhiên này. Ok chưa? Đó, khắc nghiệt của thiên nhiên. Tiếp theo này, mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Gì ạ? Thiếu thốn, đúng không? Đấy, coi như nào, thiếu thốn. Đó, nhớ những cái từ khóa này giúp cô nhá. Ok chưa? Thiếu thốn. Mình về rừng núi nhớ ai, chám bùi để rụng, măng mai để già. Đấy, thiên nhiên thì cũng gì ạ? Cũng buồn, đúng không nào? Cũng trở nên trống vắng khi người cán bộ về xuôi. Thiên nhiên trống vắng. Ok chưa nào? Đấy, ok chưa? Xong chưa? Đấy, nào, mình đi có nhớ những nhà hát hiêu lo sắm đậm đà Lòng Son, là kỷ niệm về những người dân Việt Bắc đậm đà Lòng Son, đúng chưa? Đấy, người dân, tình nghĩa của người dân. Ok chưa? Xong chưa? Tiếp theo, mình về có nhớ núi non, nhớ khi Thánh Nhật Thủa còn Việt Minh. Đây là cái gì đây? À, đây là gì ạ? Đây là những cái gì đây? Đây là những gì ạ? Sự kiện lịch sử, đúng không? Vậy nhớ về sự kiện lịch sử, được chưa nào? Đúng không? Chuẩn chưa? Ôi dồi ôi, nhớ về cái gì nữa? Mình Tân Trào Hồng Thái Mái Đình Cây Đa là địa danh, đúng nào? Đó, đây chính là những kỷ niệm mà người ở lại nhắc với người ra đi. Đây, chuẩn chưa? Đấy, nhưng cô thấy các em cứ trích thơ rồi các phân tích. Tại sao lại trích? Ý cô yêu có phân tích đâu. Không, em chỉ cần nhắc cho người ta như thế này thôi này. Đấy, em nhắc cho người ta như sau. Nhắc như thế này này. Thứ nhất là dẫn dắt về. Các em sẽ có hai ý chính trong cái đề này, đúng không? Ý chính thứ nhất là những kỷ niệm. Em phải nêu được những kỷ niệm khơi gợi, nhắn gửi tới người ra đi. Những kỷ niệm nó gắn với thiên nhiên và con người. Vì luôn luôn trong cái đề này có hai cái mấu chốt. Đó là gì ạ? Các em phải nêu được những kỷ niệm. Cái thứ hai là các em phải nêu được là cái cảm xúc của người ra đi, đúng không? Cái cảm xúc của người ra đi là như thế nào? Cái phản ứng của người ra đi trước những cái kỷ niệm đó là như thế nào? Đấy là, thì cái ý chính thứ nhất là các em phải dẫn dắt vào vấn đề, đúng không? Em sẽ nêu bao quát cho người ta những cái kỷ niệm mà xuất hiện trong vòng 12 cái câu vừa nãy á, là thiên nhiên con người, nó gắn với thiên nhiên con người, chuẩn không? Vậy thì em phải dẫn dắt là như thế nào? Những kỷ niệm người ở lại khơi gợi, nhắn gửi tới người ra đi là những kỷ niệm gắn với thiên nhiên và con người Việt Bắc keo sơn bền chặt trong suốt 15 năm. Đó là những kỷ niệm, những ngày kháng chiến gian khổ với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Đấy, bây giờ các em viết vào. Nhưng viết vào chỗ này á, thì các em không trích thơ, mà các em chỉ cần viết như thế này thôi. Khắc nghiệt với thiên nhiên thế nào? Mưa nguồn. Đấy, cái từ mưa nguồn em cho trong hoặc kép, được chưa? Mưa nguồn, đóng hoặc kép phải suối lũ. Đó, em viết thế này thôi. Đấy, em ba chấm ra. Ok chưa? Xong đấy các em đến ý tiếp theo. Ý tiếp theo là gì ạ? Với cảnh sinh hoạt này này. Đó, với cảnh sinh hoạt thiếu thốn đến những tâm tư nỗi niềm trong mối thù nặng vai. Đấy, ok chưa? Hình dung không? Chỉ trích cái chữ chính của nó thôi, chứ không cần phải trích cả câu thơ vào. Hình dung chưa? Chỗ này hiểu không nhỉ? Đấy, vì sao? Vì chỗ này là em đang đi khái quát vấn đề để em mở rộng. Nguyên như nào? Đấy chứ em đã phân tích ở trên rồi. Đấy, hình dung không? Ok chưa? Tiếp theo là kỷ niệm gắn bó với thiên nhiên khi người cán bộ đi rồi.
cũng trở nên trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo. Trống vắng thế nào? Trống vắng là chám bùi cũng để rụng, măng mai thì cũng để già, không ai buồn hái. Đấy, các em chỉ trích cái từ đấy thôi. Ôi chưa, măng thế này, măng để già này. Bây giờ trích chám bùi vào thế này thôi. Đấy, trích một hai từ trong cái câu thơ đấy vào để cho người ta biết là à mình có thuộc thơ. Đấy, chứ không phải là trích nguyên cả câu thơ. Ok không? Hình dung không? Hình dung không nhỉ? Đấy, tiếp theo là gì ạ? Là những sự kiện lịch sử gắn với các địa danh. Những tên gọi đã trở thành điểm mốc quan trọng. Đó là khi ta kháng Nhật này, kháng Nhật cho trong hoàng kép này, rồi còn Việt Minh này, cho trong hoàng kép này. Đấy, chỉ trích như thế này thôi. Hình dung không? Ừ, đoạn này cô nói là các em có hiểu không nhỉ? Nói như cô nói như này các em có dễ hiểu không? Đoạn này các em có hiểu không nữa nè? Đấy, nếu như em không hiểu là sau này khi mà cô nâng cao nữa lên là em không hiểu được. Đấy, phải hiểu cái này đã. Ok nào, các em có hiểu không? Cái chỗ này các em có hiểu không nhỉ? Các em trả lời giúp cô với. Xem có hiểu không? Không, nếu không hiểu thì cô sẽ giảng lại. Bởi vì cái này rất là quan trọng. Đó, cái này rất là quan trọng. Đây là hôm nay là một bài nâng cao. Đấy. Đó, em có hiểu không? Đến đây em đã hiểu chưa đã nào? Ok không? Trả lời giúp cô xem đến đây các em đã hiểu chưa? Phải hiểu thì cô mới giảng tiếp. Nếu như không hiểu thì cô sẽ giảng lại. Bởi vì chúng ta phải thực sự hiểu ngay từ đầu mới đã. À, nếu như không hiểu ngay từ đầu thì sẽ không, sau này sẽ rất khó cho các em. Yeah. Hiểu đúng không? Hiểu không? Không sao, cô Mũ lại trả lời thế này. Hiểu không? Hay là mạng chậm? Hơi nhanh à? Hơi nhanh hả? Thế cô sẽ giảng chậm lại nhá. Hơi nhanh đúng không? Đấy, đây là cái ý thứ nhất này. Ý 1. Đây là ý thứ hai. Đến ý thứ hai. Đến ý thứ nhất người ta yêu cầu các em là gì? Ý thứ nhất người ta yêu cầu các em là nêu kỷ niệm, đúng không? Đây, ý thứ nhất người ta yêu cầu là làm gì ạ? Viết đoạn văn về những kỷ niệm, về những kỷ niệm người ở lại gắn với người ra đi. Đấy, và những cái dấu cộng này chính là gì ạ? Chính là những kỷ niệm mà người. Đây, những cái dấu cộng này này chính là đây, dấu cộng thứ nhất này, dấu cộng thứ hai, dấu cộng thứ ba, dấu cộng thứ tư là những kỷ niệm mà người ở lại nhắc với người ra đi, đúng không? Đúng không? Đấy, thì nhắc thì các em sẽ không cần, các em không đừng có theo cái thói quen cũ đánh trích thơ. Mình về mình có nhớ ta rồi cái gì chám bùi để giữ mong may để ra xong em mới đi nhắc. Cô nói rồi. Trong đây người ta chỉ cần em nhắc thôi, đây có phải là phân tích đâu. Cô có yêu cầu các em phân tích đâu. Không phân tích thì các em chỉ nhắc thôi. Khi các em nhắc ý, khi em nhắc mà kiểu như này này thì các em chỉ cần trích những cái ý chính của nó mà thôi. Trích những cái ý chính của nó mà thôi. Ví dụ như chám bùi để rụng thì các em chỉ cần viết là chám bùi như thế nào, nhắc đến chám bùi. Đấy, nhắc đến măng mai để già, không cần phải trích câu mình đi, mình có nhớ mình xong rồi cái gì không cần cái đấy. Không cần cái đấy. Bây giờ chỉ cái trích cái ý đấy đó là cái gì thôi. Đúng chưa? Không chưa? Đó, đến ý thứ hai là gì các em? Ý thứ hai là người ta yêu cầu các em là gì? Nêu cảm nhận về phản ứng của người ra đi. Vậy câu hỏi các em phản ứng của người ra đi là gì? Đấy, phản ứng của người ra đi là gì ạ? Phản ứng của người ra đi là khi nghe, khi người ở lại nhắc đến cái mốc 15 năm này này, cái 15 năm gắn bó này này. Ok chưa nhỉ? Thì trong đầu của người ra đi bắt đầu dần dần hồi tưởng lại những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm, kỷ niệm với thiên nhiên này, kỷ niệm với con người này, sự gắn bó với thiên nhiên này, gắn bó với con người này nhá. Đây, sự khắc nghiệt của thiên nhiên đây. Đó. Đấy, 15 năm, ở trong cái 15 năm này thì có sự khắc nghiệt của thiên nhiên này. Đấy, có cảnh sinh hoạt thiếu thốn này. Đấy, có gắn với thiên nhiên, cái mức độ gắn bó, gắn kết với thiên nhiên. Nhưng bây giờ khi đi rồi thì thiên nhiên sẽ có cái cảm giác như thế này, cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo như thế này. Ok chưa? Đấy, sau cái này là những cái kỷ niệm lịch sử này, những cái mốc lịch sử, những cái địa danh này. Đấy, bắt đầu nó hiện lên, nó hiện lên đã. Bây giờ nó hiện lên thì sau đó cảm thấy như thế nào? Sau đó cảm thấy là bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi, áo tràm đưa buổi phân ly, cầm tay nhớ biết nói gì hôm nay. Vậy thì cái phản ứng của người ra đi là gì ạ? Là bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi, đúng không? Đấy, vào cái giờ phút chia tay thì những ký ức một thời, những ký ức trong vòng 15 năm này thì cứ thi nhau hiện về.
muốn nói thật nhiều, muốn nói là tôi nhớ đến cái kỷ niệm đấy. Ví dụ như là khi những ngày kháng chiến gian khổ này, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thì ví dụ như là tôi trượt chân thì ông đã kéo tôi như thế nào đấy, rồi khi nước tràn xuống thì ông đã bảo tôi tránh ra như thế nào. Đấy là những cái hình ảnh cụ thể, những cái chi tiết cụ thể đấy, đấy nhá. Đấy, trong lời văn của mình thì mình sẽ tưởng tượng như vậy, đúng không? Nhưng cái trong thơ ấy thì chỉ cần nhắc như thế này thôi. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì cảm thấy như thế nào đấy, khi mưa nguồn suối lũ thì cảm thấy như thế nào, đúng không? Đấy thì bắt đầu nó chi tiết ở trong đây, nó chi tiết ở trong đây đấy. Khi nhớ lại từng cái một hồi ức nó bắt đầu hiện về thì cảm thấy bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Bâng khuâng như thế nào thì cô đã phân tích cho các em rồi đấy, bồn chồn như thế nào thì cô đã phân tích cho các em rồi đấy. Vào cái giờ phút chia tay này thì những cái ký ức một thời, những cái ít ký ức trong vòng 15 năm đó cứ thi nhau hiện về, muốn nói thật nhiều, muốn cảm ơn thật nhiều, muốn khẳng định tình cảm của mình thật nhiều, nhưng mà không nói được, không cất lên lời được đấy, thành ra là chỉ biết nhắn gửi thông qua cái hành động cầm tay mà thôi, đúng chưa? Đây có chính là, đây là có phải đúng là phản ứng của người ra đi không? Đây có đúng là phản ứng của người ra đi không? Đấy, đúng không? Đấy, đúng không? Đây chính là phản ứng của người ra đi. Vậy em nêu cảm nhận của em đi. Đúng là đây em nói là phản ứng của người ra đi sẽ thế này. Rồi cái cảm nhận của em đâu? Đấy, cảm nhận của em cảm thấy như thế nào? Đúng chưa nào? Sao lại ồn quá nhỉ? Ok không? Cô nói lại cho gấm nhá. Tại vì như này này, chúng ta xác định học chậm nhưng mà chắc, còn hơn là học nhanh mà không hiểu gì đấy. Vì đây là một cái phần nâng cao nên là thành ra là sẽ hơi khó khăn một chút nhá. Các em có đồng ý để cô giảng lại không? Cô sẽ giảng tua lại một phát trong vòng 10 phút nhá. Tua lại một phát trong vòng 10 phút này. Nói lại nhá. Nói lại nhá. Đấy. Sao lại bạn nào để nói là ồn đấy? Chỗ nào ồn đấy? Ok không? Đấy em nhỉ? Nhá, bắt đầu tua lại này. Tua lại và cô sẽ nói chậm hơn. Đấy. Chỗ này nâng cao này, thành ra là chúng ta tập trung nhá. Ok nhá. Đi lại nhá. Đề bài yêu cầu như sau. Đề bài yêu cầu là viết đoạn văn khoảng 20 dòng về những kỷ niệm của người ở lại, nhắn gửi với người ra đi trong 15 năm gắn bó, và nêu cảm nhận về phản ứng của người ra đi trước những tình cảm son sắt ấy. Đi phân tích đề 20 dòng nhá. Phân tích đề, ý thứ nhất mà các em phải làm được đó là gì ạ? Các em nêu những kỷ niệm, nêu những kỷ niệm, những kỷ niệm mà người ở lại nhắc cho người ra đi, nhắc người đi, đúng không? Người ở lại nhắc người đi. Người ở lại nhắc người đi cái gì? Nhìn vào chữ y nghiêng, chữ nghiêng, chữ nghiêng trong sách. Ok chưa? Chữ nghiêng trong sách là lời của người ở lại, đúng không nào? Đấy, bây giờ đi tìm cho cô những cái kỷ niệm mà ông ấy nhắc nào. Những kỷ niệm mà ông ấy nhắc trong 4 câu thơ đầu: mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha bạn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Có kỷ niệm không? Có kỷ niệm không? Có kỷ niệm không? Chưa thấy nhắc cái kỷ niệm nào cụ thể cả. Chỉ thấy nhắc là 15 năm, đúng không? Chỉ thấy nhắc là 15 năm. Đấy, nào, mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Đấy, trong đây thì chỉ nhắc về cái mốc thời gian. Đấy, và thời gian đấy à, đúng không? Thời gian là 15 năm, được chưa nào? Đấy, và không gian, không gian là núi rừng Việt Bắc, đúng không? Núi rừng Việt Bắc, đúng không? Núi rừng Việt Bắc. Đấy, có nghĩa là trong vòng 15 năm này đã gắn bó với cái chiến khu Việt Bắc này, trong vòng 15 năm này đã gắn bó với người dân Việt Bắc. Thì bây giờ đi rồi, đấy, có nhớ những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này hay không? Đấy, và những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này là gì? Nhìn tiếp cho cô 12 câu thơ tiếp theo, dòng chữ y nghiêng ấy, đấy như nào? Dòng chữ y nghiêng ấy là có những cái kỷ niệm gì? Có những cái kỷ niệm thứ nhất là sự khắc nghiệt với thiên nhiên, đúng không? Sự khắc nghiệt, khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng nào? Đấy, đúng không? Nhìn sự khắc nghiệt mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù, đúng nào? Đấy, đây, 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 mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù, mình về có nhớ chiến khu, đây những mây cùng mù.
Đây chính là sự khắc nghiệt của thiên nhiên này đúng không? Ý 1, đây là kỷ niệm thứ nhất, đúng không? Kỷ niệm 1 đấy là gì ạ? Là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Vậy thì các em đi khi các em phân tích ở bài viết của em ấy, thì em đừng có nêu thơ, mà em nêu là gì ạ? Kỷ niệm mà người ở lại nhắn với người ra đi, kỷ niệm thứ nhất là gì ạ? Là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên đấy như thế nào? Các em hai chấm mưa nguồn. Đấy, mưa nguồn, được chưa? Ok chưa? Phải suối lũ. Đấy, thế thôi, ở trên nào? Đấy, xong đến kỷ niệm thứ hai là kỷ niệm gì ạ? Miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai. Kỷ niệm thứ hai là kỷ niệm về gì ạ? Thiếu thốn trong sinh hoạt, đúng không? Đấy, thì các em sẽ nói là kỷ niệm tiếp theo mà người ở lại muốn người ra đi nhớ đó là cảnh sinh hoạt thiếu thốn với miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai. Đấy, như thế. Thế còn trích cái này trên đây làm gì đâu? Trích cái trên đây, cái câu trên này làm gì ạ? Cái câu trên đây chả giải quyết được cái vấn đề gì cả, đúng không? Đây mới là kỷ niệm mà. Đấy, đấy như nào? Đấy, đấy, kỷ niệm thứ ba là gì đây? Kỷ niệm thứ ba là gì đây? Là chám bùi để rụng, mang mai để già. Có nghĩa là người ra đi đi rồi thì rừng núi cũng trở nên như thế này, trở nên trống vắng này. Đấy, không buồn, trở nên trống vắng này. Đấy, lạnh lẽo này. Đấy, không buồn thì chán thì cứ để rụng, mang mai thì để già đấy. Đấy chưa nào? Tiếp theo nữa là kỷ niệm tiếp theo đó là gì ạ? Là mình về có những mình đi có nhớ những nhà hát hiu lau sáng đậm đà lòng son. Là ô, kỷ niệm tiếp theo mà người ta nhắm đến là gì ạ? Người ta nhắm đến người ra đi đó là có nhớ về những người dân Việt Bắc hay không, những con người hát hiu lau sáng mà trong hát hiu lau sáng mà trong lòng thì luôn luôn sắt son tình nghĩa hay không. Đấy, đây là cái kỷ niệm thứ mấy ạ? Đây là cái kỷ niệm thứ tư, đúng không? Đây, một đây, hai đây, đúng không? Ba đây, bốn đây. Mình về có nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thuộc còn Việt Minh. Đây là nói về gì ạ? Sự kiện lịch sử. Vậy cái kỷ niệm thứ năm mà người ở lại nhắc đó là nhắc về sự kiện lịch sử, đúng không? Còn sự kiện thứ sáu mà người ta nhắc đó là gì ạ? Đó là các địa danh. Ok chưa? Đúng chưa? Đấy, đấy chưa, là các em chỉ liệt kê ra thôi cho người ta thôi. Đấy, những kỷ niệm mà người ra đi muốn nhắn gửi. Đây, em sẽ viết như sau. Viết như thế này này. Đấy, viết như thế này. Viết như thế này giúp cô. Ok không? Đấy, những kỷ niệm người ở lại khơi gợi nhắn gửi tới người ra đi. Những kỷ niệm người ở lại khơi gợi nhắn gửi tới người ra đi là những kỷ niệm gắn bó với thiên nhiên và con người Việt Bắc keo sơn bền chặt trong suốt 15 năm. Đó là những kỷ niệm. Thứ nhất là về gì đây? Đó là những kỷ niệm về những ngày tháng gian khổ với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Hai chấm mở ngoặc kép mưa nguồn. Ok chưa? Đấy, mưa nguồn này. Phải suối lũ này. Ok chưa nhỉ? Đấy, xong rồi chấm phẩy một cái. Xong rồi đến ý tiếp theo là kỷ niệm tiếp theo mà người ở lại muốn người ra đi nhớ là cảnh sinh hoạt thiếu thốn, đến những tâm tư nỗi niềm trong mối thù nặng vai. Sinh hoạt thiếu thốn thế nào? Miếng cơm chấm muối, đúng không? Đấy, miếng cơm chấm muối. Đấy, chấm phẩy. Và đấy, và những tinh và những tâm tư nỗi niềm trong mối thù nặng vai. Đấy, chỉ trích thế này thôi chứ không phải là trích cả câu thơ ra để phân tích đâu. Hình dung hay chưa? Đấy. Đấy, tiếp theo là gì ạ? Kỷ niệm gắn bó với thiên nhiên khi người cán bộ đi rồi cũng trở nên trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Chám bùi thì để rụng, măng mai thì để già, không ai buồn hái, không ai buồn thu. Đúng chưa? Kỷ niệm tiếp theo đó là gì ạ? Đó là những sự kiện lịch sử gắn với các địa danh, những tên gọi đã trở thành mốc, điểm mốc quan trọng. Đó là khi kháng Nhật này, đấy, thuộc còn Việt Minh này, đấy. Ok chưa? Dưới cái mái đình Hồng Thái và cây đa Tân Trào thì có những cái sự kiện gì? Đấy. Ok chưa? Ok không? Hình dung không? Đấy. Hình dung một cách viết chưa nhỉ các em nhỉ? Cách viết chưa? Chứ không phải là trích thơ để phân tích đâu. Đúng không? Khi nào người đây yêu cầu các em phân tích thì em mới phân tích. Đúng không? Đây cô yêu cầu phân tích đâu mà cô thấy bạn nào cũng trích thơ. Đấy. Ok không? Hình dung à? Đến đoạn em hình dung chưa? Em hình dung ra ý thứ nhất. Ý một mà người ta hỏi các em cần viết như thế nào chưa? Đấy. Cần viết như thế nào chưa nhỉ? Ok chưa? Ok không? Ok chưa?
Thì Hương hiểu cái đoạn này chưa? Hiểu. Hình dung ra cách viết chưa nhở? Còn cho nó vào đâu thì từ từ cô sẽ hướng dẫn sau, đúng không? Nhưng hình dung ra cách viết này chưa đã? Hình dung cách viết này chưa đã? Đấy, hình dung ra cách viết chưa? Hình dung cách viết chưa nhở các em nhở? Các em trả lời giúp cô nhá. Xong rồi để cô còn đi tiếp. Bây giờ hình dung cách viết chưa? Còn cho nó vào đâu các em? Bây giờ mình các em cứ từ từ đã. Các em cứ hiểu xem là mình định hình xem là mình viết cái gì đã. Xong rồi viết nó vào đâu? Nhét nó vào chỗ nào? Trong bài viết thì từ từ. Như nào thì từ từ, quan trọng là phải học viết cái đã, viết được cái đã, rồi khi mình viết được thì mình cho nó vào đâu cũng được đấy, để mình nâng cao cho bài viết của mình mà. Ok nhỉ? Hiểu chưa? Đoạn này thì em đã hiểu là mình cần phải viết như thế nào chưa? Đấy, khi tóm lại cái này chỉ trong vòng 10 dòng thôi, ok chưa? Đấy, còn sau này cô yêu có các em giúp chỉ còn 6 dòng thôi đấy, nhưng từ từ đã, vì các em đang viết cái, đang quen cái kiểu lan man và dài dòng rồi đúng không? Đấy, đang ông đang viết cho tôi yêu cầu có 20 dòng mà viết những 3 trang giấy đấy, xong bây giờ rút xuống còn 10 dòng, bây giờ các em có thể rút lại được xuống 10 dòng không? Đấy, rút được cái đoạn cái ý 1 này xuống 10 dòng không? Thế có rút được không? Đó, rút được không nhỉ? Đấy, thế nhá, đấy là xong ý 1. Cái ý 2 người ta hỏi em là gì? Ý 2 người ta hỏi em là nêu cảm nhận về phản ứng của người ra đi, đúng không? Đối với cái đây, đối với những cái kỷ niệm mà người ở lại nhắc đây, đúng không? Nêu cảm nhận về phản ứng của người ra đi, về những cái kỷ niệm mà người ở lại nhắc, đúng nào? Vậy thì cô hỏi em, cái đầu tiên thì em phải phải cho biết là phản ứng của người ra đi thế nào cái đã, phản ứng của người ra đi thế nào cái đã. Vậy phản ứng của người ra đi là như thế nào? Là bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Bởi vì như sau, tại sao cô ơi có cái gì đó nó hơi bị lạc đàn ở đây thì phải. Bốn cái câu thơ đầu là lời của người ở lại, đúng không? Đấy, đáp lại bốn cái câu thơ đấy là người ra đi nói về cái cảm xúc của mình. Sau đó nó đến 12 câu thơ tiếp theo là nói về những cái kỷ niệm này. Còn cái gì đấy đinh ninh đấy chưa? Và cái đinh ninh này tiếp theo bốn câu thơ thì cái cảm xúc của cái người ra đi nó ở đây cơ mà. Nhưng không em ơi, em nhớ kỹ cho cô này, khi trong bốn cái câu thơ đầu ấy người ta nhắc đến mốc thời gian là 15 năm, thì trong những cái kỷ niệm này này, những cái kỷ niệm này là nó ở trong cái 15 năm này. Ok không? Nó có hết trong cái vòng 15 năm này, đúng không nào? Còn đến cái đoạn này ấy, là người ta nhắc chi tiết từng kỷ niệm, chi tiết từng kỷ niệm. Ok như nào? Ok không? Ví dụ, cô ví dụ này. Ví dụ như cô hỏi các em là trong 3 năm cấp 3 em có kỷ niệm, em có những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Thì đầu tiên khi em nhớ về từng kỷ niệm một thì em phải nhớ đầu, cái đầu tiên em nhớ là gì ạ? Cái đầu tiên em nhớ là 3 năm cấp 3. Thì có khác gì cái này không? Thì có khác là khi trước khi em nhớ về những ngày tháng gian khổ, em nhớ về cảnh sinh hoạt thiếu thốn, là những cái cảnh này là trong vòng 15 năm này. Đấy, thì em phải nhớ về 15 năm này trước, sau đó em mới đi từng cái kỷ niệm này, đúng không? Đúng không? Vậy thì bốn cái câu thơ này ấy, là người ta đang nói đến cái mốc thời gian 15 năm. Đấy, còn 12 câu thơ tiếp theo này là người ta chi tiết từng cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này. Ok không? Hiểu không? Vậy thì trong bốn cái câu thơ đầu này này, trong bốn cái câu thơ đầu khi người ở lại nói thì trong đầu người ra đi cũng đã hình thành những cái kỷ niệm này rồi. Đấy, nhưng sau khi đáp lại thì nó mới chi tiết, đúng không? Vậy thì cái cảm xúc của cái phản ứng của người ra đi khi nói về những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này đó là bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Đấy, và gì ạ? Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, đúng không? Đấy, cảm xúc của người ra đi là bâng khuâng trong dạ, đấy là bồn chồn bước đi, đấy là phản ứng lại đối với cái lời của người ở lại, đúng không? Và cảm xúc như thế nào? Và cảm xúc là gì ạ? Cảm xúc lúc đấy của người ra đi dâng trào và không nói được thành lời. Đấy, thành ra là chỉ biết gửi gắm qua cái cầm tay mà thôi. Vậy thì cảm xúc của người ra đi ở đây là gì? Là bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Và cái giờ phút chia tay, đấy, những cái kỷ niệm một thời, những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này cứ thế thi nhau ùa về, thi nhau hiện lên, làm cho cảm xúc dâng trào và không muốn nói thật nhiều, muốn thề ước thật nhiều, muốn hẹn ước thật nhiều, nhưng không thể nói được nên lời và đành gửi gắm qua cái cầm tay. Đấy, đấy chính là phản ứng của người ra đi, đúng không? Bây giờ em nêu cảm nhận của em, nên là cảm nhận của em cảm thấy như thế nào? Đấy, chưa chọn thì đối với cái phản ứng của người ra đi đây này, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi này này, đấy, cầm tay nhau thì thế này thế này, em cảm thấy như nào? Em có cảm thấy xúc động không? Đấy,
Thế nào, em có cảm thấy lưu luyến không? Đúng không? Em có cảm thấy bồi hồi không? Đấy, vậy thì em đem cảm xúc của em, cảm xúc của em thấy như thế nào? Đấy, em cảm thấy là tình nghĩa giữa người ở lại và người ra đi rất thủy chung son sắt, rất keo sơn bền chặt, bởi vì họ đã gắn bó với nhau trong suốt 15 năm. Thì tình nghĩa lúc này, đấy, người ra đi sắp rời khỏi cái mảnh đất Việt Bắc này thì cảm thấy bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Nó đọng lại trong em rất nhiều cảm xúc. Nó đọng lại cho em ấn tượng về một thời lịch sử đã qua. Nó để lại cho em ấn tượng, nó để lại cho em những tình cảm sâu sắc giữa con người với con người đã gắn bó keo sơn bền chặt với nhau như thế nào. Thì em nêu cảm xúc của em vào nhá. Đối với cô ấy, khi mà cô đọc cái này, cảm xúc của cô là gì ạ? Cảm xúc của cô đó là những cái ân tình, ân nghĩa giữa con người với con người luôn luôn được nhắn gửi, luôn luôn được đề cao, đặc biệt là những con người trong kháng chiến. Tình nghĩa mà họ đã trao nhau trong suốt 15 năm, cái sự gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ với nhau ấy, thì họ luôn luôn chọn ân tình, ân nghĩa, và đó chính là đạo lý của người Việt Nam. Đây, họ có phải là con người Việt Nam không? Có, đúng nào? Họ có sống trọn với ân tình, ân nghĩa của họ không? Vậy cái cảm xúc của cô khi đọc, khi người ra đi phản ứng như thế này, đó là những con người rất tình nghĩa, đúng nào? Họ về xuôi, họ chuẩn bị về xuôi, về với chốn phồn hoa đô thị, nhưng họ vẫn nhớ về những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này, chứng tỏ họ là người rất ân tình, ân nghĩa, rất thủy chung son sắt và rất trân trọng những gì đã qua trong quá khứ và trân trọng những người đã đồng cam cộng khổ với họ. Thì em nêu vào, được chưa? Hình dung không? Đấy, vậy hình dung cái đề này là như thế nào chưa? Ok không nhỉ? Hình dung cái đề này là chữ như thế nào chưa? Đến đây thì các em đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu không nhỉ? Trả lời giúp cô nhỉ? Ừ. Trả lời giúp cô xem đến đây các em hiểu chưa? Đấy, hiểu rồi chúng ta đi tiếp nhá. Nhỉ? Hiểu chưa? Bạn này hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Đấy, thế thì về nhà. Sau hôm nay cô sẽ sửa trực tiếp trên live. Như hôm trước ý, ba bạn viết nhanh nhất. Ok không? Hiểu đúng không? Đấy nhá. Đấy, cái đoạn này. Rồi, thì cô sẽ hướng dẫn một, cô sẽ trả lời câu hỏi của bạn, cô không nhớ được, của bạn, bạn Trang Nguyễn hay sao ấy. Bạn hỏi là cô ơi, thế đoạn này thì viết vào đâu? Đúng không? Đoạn này thì viết vào đâu? Theo các em đoạn nào thì đoạn này thì viết vào đâu thì cho nó ngon. Đoạn này viết ở đâu ngon? Thứ nhất, viết vào đây thì ngon này. Đấy, viết vào đây thì ngon này. Viết ở đây, đây là phần mở rộng. Và cô chắc chắn với em là rất ít đứa viết được như này. Rất ít đứa. Nhưng mà đứa nào nó được đi thi học sinh giỏi á là nó sẽ viết được cái này. Cô chắc chắn luôn. Vậy cái này viết vào đâu? Ví dụ như người ta đang nói về cái gì đây? Người ta đang nói về lời của người ở lại, đúng không? Cái này đang nói nhấn mạnh lời của người lại và cảm nhận của em. Thì đề bây giờ thi ấy, là người ta yêu cầu các em phân tích. Ví dụ như đề năm 2019 đề dự bị. Dự bị nhá. Đề dự bị. Người ta yêu cầu các em phân tích một đoạn thơ, sau đó là nhận xét, đúng không? Chuẩn chưa? Cô tin chắc là các em đã xem đề dự bị năm 2019 rồi, đúng không? Phân tích một đoạn thơ, người ta cho các em một đoạn thơ, đó là một đoạn thơ trong bài Tây Tiến đấy, đúng không? Tây Tiến, ôi chết sorry, Tây Tiến, đúng không? Tây Tiến. Sau đó là các em phân tích, yêu cầu các em là phân tích cái đoạn thơ trên này, từ đó nhận xét, từ đó nhận xét, đúng không? Từ đó nhận xét. Thì theo các em, cái này các em cho vào đâu? Đấy. Thứ nhất là các em có thể cho được hai chỗ. Thứ nhất là sau khi phân tích xong. Phân tích xong. Cái này là các em mở rộng. Mở rộng và nâng cao vấn đề. Ok chưa? Nâng cao. Nâng cao cái đoạn trích của các em lên ấy. Cái thứ hai mà các em có thể cho được vào, đó là cho vào phần nhận xét. Đúng không? Cho một phần xem. Đấy. Vậy nào, hình dung vậy biết là cho vào đâu chưa? Biết là cho vào đâu chưa? Đấy. Thế nhá. Chỗ này hiểu chưa? Hiểu thì ok giúp cô một câu này. Đấy. Muốn bài điểm cao nó phải như thế. Được chưa nào? Ok không? Hình dung chưa?
Hình dung là viết, là viết vào đâu chưa? Biết được chưa? Thế nha các em nhá. Đây là một phần nâng cao. Và tại sao cô muốn các em phải nghe thật kỹ cái phần này? Đó, nếu như bạn nào chưa hiểu thì các em tua lại, ok không? Lát nữa xem lại. Vì đây là một phần vô cùng nâng cao. Và sau này cô sẽ còn dạy nhiều cái nâng cao như thế này nữa. Đấy, thế nhỉ? Và cô chắc chắn một điều, trên lớp các cô giáo các em không dạy cái này. Đi học thêm cũng không dạy. Và đặc biệt là học online thì lại càng không dạy. Đúng không? Chẳng đâu. Đấy, thế nhá, thế nhá, lương thì cái này nó nằm trong kỹ năng viết văn đấy, và kỹ năng mở rộng vấn đề, ok không, hiểu không? Nếu hiểu thì ok giúp cô một cái nào để cô còn chuyển sang vấn đề khác, ok chưa nhỉ? Ok nhá. Sao mới có một bạn thế kia, còn những bạn khác đâu rồi, những bạn khác đâu rồi, ok chưa nhỉ? Đấy, và ok không, ok giúp cô một cái nào để cô còn chuyển sang phần mới. Đấy nha, chuyển sang phần mới nhá. Phần mới hôm nay, phần kiến thức bài học hôm nay cũng rất là nhiều kỹ năng viết văn. Cô đã nói là từ bây giờ trở đi cô sẽ sâu rất nhiều kỹ năng viết văn, nên là cứ thế mà tận hưởng nhá. Nào, sau mỗi bạn ok đấy kia, còn những bạn khác đâu hết rồi? Những bạn khác chưa hiểu à? Ok đúng không? Mới có hai đứa hả? Buồn quá hả? Hiểu không? Hiểu không nhỉ? Ok không nhỉ? Đấy, cô đi tiếp nha, cô đi tiếp bài giảng, bài học ngày hôm nay. Ok đúng không? Ok đúng không? Thấy ngon xịn sò chưa? Nào, chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Đó. Bài học này chúng ta sẽ đến với nội dung thứ ba. Đó là gì ạ? Nội dung thứ ba là những câu thơ sau. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh đinh. Mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bạn khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng ngứa bờ tre, ngòi thia sông đáy suối lê vơi đầy. Hôm nay chúng ta sẽ học nội dung này. Lưu ý hôm nay rất là nhiều kỹ năng viết văn, thế nên là cứ thế tha hồ mà tận hưởng. Hát, nào các em, đây là lời của ai? Đây là lời của ai? Đây là lời của người ra đi đáp lại lời của người ở lại. Vậy nếu như sau này người ta đi thi, người ta yêu cầu các em cảm nhận cái đoạn này, hoặc cảm nhận cái đoạn này, tóm lại là cảm nhận một trong những cái đoạn nào thuộc về chữ thẳng ở trong cái đoạn trích của các em, thì đầu tiên các em phải nói cho người ta đó là gì? Đó là lời của người ra đi đáp lại lời của người ở lại. Còn lời người ra đi nói cái gì, đáp lại cái gì thì tùy vào từng nội dung mà các em sẽ phải nói ra. Ok chưa? Đây chính là gì đây? Thế cô hỏi là trước cái đoạn này là đang nói về cái gì? Trước cái đoạn này ấy, là người ở lại hỏi người ra đi là có nhớ hay không, đúng không? Đấy, có nhớ về những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm kia không, và từng kỷ niệm cụ thể. Thì đến đây ông mới nói lại là cái gì? Ông nói là gì ạ? Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Vậy câu này nữa đáp lại là gì ạ? Đáp lại là cái lời thề thủy chung son sắt, một lòng một dạ với người ở lại, đúng không? Là gì? Thủy chung son sắt là tôi đấy, lòng ta sau trước mặn mà đinh đinh, có nghĩa là trước sau thì tấm thì sự thủy chung của tôi, trước sau thì những cái kỷ niệm đó vẫn luôn luôn hiện hữu trong tôi, không bao giờ phai mờ, đúng không nào? Vậy chốt lại là gì? Bốn cái câu thơ này chính là lời thề thủy chung son sắt của người ra đi đáp lại lời người ở lại, đúng không nào? Và những cái câu thơ sau đây thì đó chính là gì ạ? Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy suối lê vơi đầy. Đây là gì ạ? Đây là cảnh đẹp thiên nhiên Việt Bắc, thơ mộng trữ tình, bình dị với nhịp sống đơn sơ đầm ấm. Cái này trong đáp án của bộ nó sử dụng như thế, được chưa nào? Còn cô không biết là trên lớp các em, cô giáo các em sử dụng cái nội dung của cái đoạn thơ này là gì cô không có biết. Nhưng mà đây, trong đáp án của bộ nói về 6 cái câu thơ này, 2, 4, 6 cái câu thơ này, đây chính là cảnh đẹp thiên nhiên Việt Bắc, thơ mộng trữ tình, bình dị với nhịp sống đơn sơ đầm ấm. Đơn sơ đầm ấm này, nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Đây chính là gì? Đây chính là cái nhịp sống đầm ấm đơn sơ chứ còn gì nữa, đó suối lê vơi này, đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, vậy thì nội dung của bốn cái câu thơ này chính là gì ạ? Chính là lời thề thủy chung son sắt của người ở lại đối với người ra đi về những cái kỷ niệm mà người ở lại đã nhắc trong cái phần trước.
Còn đây, đấy, đây bắt đầu từ cái chỗ này trở đi này, bắt đầu chỗ này trở đi này là ông ấy nó bắt đầu này, cái chỗ này đến hết cái đoạn trích mà các em học trong sách giáo khoa ấy, là những cái kỷ niệm mà ông ấy nhớ, những cái kỷ niệm đặc sắc mà ông nhớ. Sau cái này thì sẽ nhớ về cái gì ạ? Nhớ về bức tranh tứ bình này đấy, nhớ về cảnh ra đoàn quân ra trận này, nhớ về cái gì nữa ạ? À, nhớ về cảnh gì ạ? À, miếng cơm chấm muối muối thủ nặng vai đấy, ok chưa? Đấy, bát cơm sẻ lửa chăn xuôi đắp cùng đấy, thế như nào? Đấy là nhớ những cái kỷ niệm hiện hữu rõ ràng ra. Còn đây là gì ạ? Ông nói chung chung, ok chưa? Đúng chưa? Hình dung chưa nhỉ? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích từng câu thơ một nhá các em nhá. Nào, trước khi vào phân tích từng câu thơ thì như sau, thì các em phải dẫn dắt giúp cô, đúng không? Đừng có mở bài xong nhiều ông thì như thế này, đây mở bài. Ví dụ như người ta yêu cầu các em phân tích đoạn thơ này, đấy, phân tích đoạn thơ này từ đó nhận xét về cảm xúc của người ở người ta đi chẳng hạn, thì ông mở bài, đấy, mở bài, xong ông nêu một đoạn về tác giả tác phẩm, đúng không? Tác phẩm, xong rồi ông trích thơ, đấy, trích thơ, xong rồi phân tích, đúng không? Các em là hay như thế đúng không? Xong bắt đầu phân tích câu thơ này có gì đặc biệt này, có cái gì theo thói quen là sẽ thế này đúng không? Nhưng cô nói là thói quen như này điểm không được cao. Đấy, các em mở bài xong này, đoạn tác giả tác phẩm xong này, phải nêu bao quát của tác phẩm đã, nội dung cái tác phẩm đấy nói về cái gì, ok chưa? Nội dung nói về cái gì, xong đoạn trích nằm ở đâu đấy trong cái bài tổng thể bài thơ này, sau đó thì mới dẫn dắt vào vấn đề. Đây, dẫn dắt đây có nghĩa là nêu cái này vào cái đoạn đầu tiên, vào cái đoạn đầu tiên, sau đó mới bắt đầu trích thơ, ok chưa? Sau đó mới bắt đầu trích thơ, sau đó thì phân tích, ok chưa nhỉ? Thì đầu tiên phải dẫn dắt vào giúp cô cái đã, dẫn dắt ở đây thì cô sẽ nêu cho các em hai cách như sau. Ai viết được nhanh thì viết này, dẫn dắt như sau này. Sau lời của người ở lại, có đúng là sau lời của người ở lại không? Cái đoạn này là sau cái chữ Hưng Nguyên đúng không? Sau cái 12 câu thơ vừa rồi á, thì bắt đầu lại ông ấy bắt đầu nói cái tình cảm của ông ý, đúng không? Thì các em phải dẫn dắt. Nào, dẫn dắt. Sau lời của người ở lại, hỏi để gợi nhắc những ân tình, ân nghĩa, những gian khổ đã trải qua cùng cán bộ về xuôi trong suốt 15 năm, thì lúc này người ra đi đã trực tiếp lên tiếng bộc lộ tình cảm của mình với lời thề thủy chung son sắt, kèm theo đó là nỗi nhớ về khung cảnh đặc trưng của chiến khu Việt Bắc. Trước tiên là cảnh đẹp về thiên nhiên Việt Bắc thơ mộng trữ tình, bình dị với nhịp sống đơn sơ. Sau đó mới bắt đầu trích thơ, ok chưa? Ok chưa nhỉ? Sau đó mới bắt đầu trích thơ, ok chưa? Đấy, sau đó dưới đây thì mới bắt đầu đi phân tích cái gì thì phân tích sau, đúng không? Đấy, thì đầu tiên phải dẫn dắt, cô hướng dẫn về cái dẫn dắt này. Thứ nhất, nội dung bao quát của bốn cái câu thơ đấy đã được xuất hiện chưa? Đây này, nội dung bao quát của cái đoạn thơ đấy xuất hiện chưa? Đây, đây nhá, thấy chưa? Trước tiên là cảnh đẹp thiên nhiên Việt Bắc thơ mộng trữ tình, bình dị với nhịp sống đơn sơ. Đấy, có rồi, là cái 6 cái câu thơ sau ấy, thấy chưa? 4 cái câu thơ trước là lời thề thủy chung đâu, có chưa? Đấy, nào, sau lời của người ở lại, hỏi để gợi nhắc những ân tình, ân nghĩa, những gian khổ đã trải qua cùng cán bộ về xuôi trong suốt 15 năm, thì lúc này người ra đi đã trực tiếp bộc lộ tình cảm của mình. Cô muốn phân tích tại sao lúc này mới bộc lộ trực tiếp của mình. Đây là lời thứ hai của người ra đi đáp rồi. 4 câu thơ đầu là lời của người ở lại, đúng không? 4 câu thơ sau là lời của người ra đi đáp lại. Nhưng 4 cái câu thơ sau này này là người ta chỉ nói về cái cảm xúc lúc đấy, cái tâm trạng lúc đấy của người ra đi thôi, chứ không phải là người người ra đi trực tiếp bày tỏ. Sau 12 cái câu thơ nhắc về những cái kỷ niệm trong kháng chiến đấy, thì ông này lúc này ông mới lên tiếng, ông nói, đúng chưa nào? À, thế thì bạn dẫn dắt như thế này đã đúng chưa? Đấy, bạn dẫn dắt như thế này này. Lúc này người ra đi đã trực tiếp lên tiếng bộc lộ cảm xúc của mình với lời thề thủy chung son sắt, kèm theo đó là nỗi nhớ về thiên nhiên đặc trưng của chiến khu Việt Bắc, kèm theo đó là nỗi nhớ. Bởi vì các em thấy này, từ 4 cái câu thơ này trở đi đến hết, đúng không, toàn là chữ in thẳng. Chữ thẳng chính là lời của người ra đi, lời người đi, đúng không, lời người đi. Thì bạn cho một cái câu bao quát là gì ạ? Kèm theo đó là nỗi nhớ về khung cảnh đặc trưng của chiến khu Việt Bắc. Có tất cả những cái kỷ niệm hiện lên đến cuối bài thơ ấy, đều là nói về chiến khu Việt Bắc, đúng không? Chuẩn chưa? Đấy. Và trước tiên là cái đoạn sau cái lời 4 cái câu thơ 4 cái câu
thề thủy chung son sắt này này, thì là cái kỷ niệm đầu tiên mà ông ấy nhắc đến là cái bức tranh về thiên nhiên, về thiên nhiên Việt Bắc, thơ mộng bình dị và trữ tình, đúng không, chuẩn chưa? Đấy, thì bạn biết như này đã là logic chưa? Vô cùng logic rồi, đúng chưa nào? Đấy, vô cùng logic, đúng chưa nào? Đấy, lần lượt trình tự. Và cô muốn là các em sau này khi em viết văn ấy, nó cũng phải có một sự trình tự và có cái mạch lạc như thế này, đúng không nào? Như vậy ấy, thì mới được điểm cao, đấy chứ nào? Còn cứ viết loạn lên xong rồi viết loạn xị ngậu lên, không biết đâu với đâu ấy, một bài văn của em không có sự logic, và nó cứ kiểu như là một cái mớ bòng bong ấy, như một cái cuộn tơ vò ấy, người ta không hiểu được là em đang viết gì. Nhưng khi em viết như thế này là người ta hiểu rõ là em đang rất nhớ cái tác phẩm đấy, và em đi được trật tự từng vấn đề một, được chưa? Viết văn cũng như là toán vậy, được chưa nào? Từ bước 1 mới đến bước 2, từ bước 2 mới đến bước 3, chứ đùng một cái làm luôn là không được. Văn cũng có sự logic, ok chưa nhỉ? Đó, thì các em có thể dẫn dắt theo cái cách một này, hoặc là các em có thể dẫn dắt theo cách thứ hai, đó là gì ạ? Không để người ở lại phải khắc khoải, trăn trở, băn khoăn trong những câu hỏi hay lời dặn dò kín đáo một cách đầy lo lắng về tình cảm của mình. Vì sao? Người ta trong những cái câu thơ trên người ta hỏi là gì? Mình về mình có nhớ không? Mình về mình có nhớ ta? Đấy là những cái câu hỏi mang tính chất băn khoăn, hỏi người ra đi là xem là cô có nhớ hay không, đúng không? Chuyển chưa? Trong đấy thì có sự băn khoăn không? Có sự khắc khoải không? Có sự trắc trở? Có sự trăn trở không? Đấy, trăn trở là xem là người ra đi có nhớ hay không. Đấy, thì bạn sẽ dẫn dắt như sau: không để người ở lại phải khắc khoải, trăn trở, băn khoăn trong những câu hỏi hay lời dặn dò kín đáo một cách đầy lo lắng về tình cảm thủy chung son sắt của mình nữa. Lúc này người ra đi đã lên tiếng khẳng định với lời thề thủy chung son sắt trước sau như một, cùng với đó là hàng chuỗi các hình ảnh gắn bó với thiên nhiên cũng như con người lần lượt hiện lên thông qua lời người ra đi. Đầu tiên là bức tranh về cảnh thiên nhiên Việt Bắc thơ mộng trữ tình bình dị với nhịp sống đơn sơ đầm ấm như chính tấm lòng của người dân nơi đây. Cái đoạn dẫn dắt hai này thì tất nhiên nó hay hơn cái một rồi, đúng không? Nó hay hơn, nó nhiều chữ hơn, nó văn hoa hơn đấy, đúng không? Thì tất nhiên là cái hai phải hơn cái một rồi. Thế nào đấy, cái vấn đề mà cô muốn nói đây là gì ạ? Là dẫn dắt, vì đây bạn nói là không để người ở lại khắc khoải, trăn trở với những trăn trở băn khoăn trong những câu hỏi thay lời dặn dò kín đáo nữa, đúng. Có phải là những cái câu hỏi ở bên trên đó là cái lời câu hỏi nhưng mang không mang mục đích trả lời không, mà là lời dặn dò kín đáo, đúng không? Chuyển chưa, chuyển chưa? Thế thì bạn dẫn dắt như thế, thế nào đấy, lo lắng về tình cảm của mình nữa, thì lúc này ông mới lên tiếng, ông khẳng định cái tình cảm thủy chung son sắt của mình đấy, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh đấy, cái nội dung bao quát của cái đoạn bốn cái câu thơ đó đấy, nào đấy như nào đó. Cùng với đó, cùng với đó là hàng chuỗi các hình ảnh gắn bó với thiên nhiên cũng như con người lần lượt hiện lên, nghĩa là bạn đang bao quát tất cả, bạn đang bao quát tất từ đầu đến cuối tác phẩm ấy, là lời của người ra đi đáp lại đấy, cái chữ thẳng từ đập từ cái đoạn này đến cuối tác phẩm đấy, ok chưa? Đó, nên đầu tiên là bốn cái, là cái bức tranh mà nó hiện lên đây nè, ok chưa? Bạn có thấy sự logic không? Có thấy sự logic không? Nếu như các em dẫn dắt như thế này thì bài văn của em vô cùng hay. Các em dẫn dắt như thế này thì giáo viên không có cái gì để không cho điểm em cả, không có lý do gì để không cho điểm luôn, bởi vì nó quá mạch lạc, nó quá rõ ràng, đúng không nào? Quá rõ ràng mà quá dễ hiểu, đúng không? Cô nói thật là giáo viên còn không viết được như thế này đấy, giáo viên còn hiếm có cái sự giảng cho các em ấy còn không có thể mạch lạc được như thế này đâu đó. Thế nên là ok nhỉ, đến đoạn này hiểu chưa, để cô đi tiếp, hiểu chưa? Thế này đã này hiểu chưa, để cô đi tiếp nào. Đó, dẫn dắt xong rồi mới vào phân tích nhé các em nhé. Đấy, dẫn dắt xong rồi bắt đầu đi vào phân tích, ok không? Dẫn dắt xong rồi nhá, giờ đi vào phân tích nào. Đấy, thấy chưa, thấy không? Có từ khi giả học đến đây cái là thấy là mình từ trước đến giờ ngây thơ ngu ngơ. Đúng chưa nhỉ? Tiếp nhá, dẫn dắt xong rồi nhá các em nhá. Đấy, xong rồi dẫn dắt xong rồi, đến lúc này mới đến trích thơ. Đấy, trích thơ, trích gì thì trích đi. Đấy, đúng nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bốn câu thơ đầu. Bốn câu thơ đầu là người cán bộ về xuôi bộc lộ tình cảm của mình với Việt Bắc. Đó, đoạn thơ là một lời thề thủy chung son sắt, đinh ninh một đinh ninh à, hai mặt một lời. Đấy, thủy chung son sắt, thủy chung thế nào? Ta với mình với ta,
lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Trong bốn cái câu thơ này thì các em cần phải phân tích được các ý như sau cho cô. Ý thứ nhất đó là cặp tự xưng hô mình ta ta mình đấy, ta với mình với ta đấy, là có sự hoán đổi vị trí. Đầu tiên là gì, ta với mình, sau đây hoán đổi lại là mình với ta đấy. Thì qua cái sự hoán đổi linh hoạt này đó thì sẽ cho thấy gì ạ, cho thấy là cái tình cảm giữa ta với mình, cái vị trí của ta với mình trong tim của người ra đi ấy, nó tuy hai nhưng lại là một, đúng nào đấy. Bởi vì giữa hai cái đại từ này có sự liên kết bởi liên từ với. Với là liên từ chứ không phải là động từ, với cái gì đấy thì mới là động từ đấy. Còn ta với mình với ta là liên từ chỉ sự gắn kết, ok chưa, liên từ chỉ sự gắn kết thế nhá. Đấy thì cái chỗ này các em cần phải phân tích được cái ý như sau đấy, thông qua cái cặp tự đại từ mình ta ta mình hoán đổi vị trí cho nhau một cách linh hoạt này thì cho thấy là sự gắn kết giữa ta và mình đấy rất keo sơn bền chặt, tuy hai nhưng lại là một, thông qua cái liên từ kết nối là với thì tạo ấn tượng về sự cuốn quýt hòa quyện giữa ta và mình, giữa kẻ ở và người đi, tuy hai nhưng lại là một, tuy một nhưng lại là hai đấy. Lúc thì trong tim của người ở lại là ta, lúc trong tim người đi lại là mình, ta với mình với ta, gắn kết với nhau, hoán đổi vị trí cho nhau, thay đổi vị trí cho nhau, tuy hai nhưng lại là một. Nếu như ông không là tôi không là ông thì không bao giờ có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Cha với mẹ cùng nuôi dưỡng em, đúng nào, thì vị trí của cha với mẹ đều ngang hàng với nhau, cùng là những người nuôi dưỡng chăm bẵm em. Thế em không thể đặt cha hơn cao hơn mẹ được, đặt mẹ cao hơn cha được, đó là cái đạo hiếu của một con người, đúng không? Em có thể em dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn, em cảm thấy hợp với mẹ hơn thì ok, nhưng cái đạo hiếu, cái chữ hiếu thì cha với mẹ ngang bằng nhau, đúng không? Cũng như ta với mình với ta phải ngang hàng với nhau, tình cảm phải như nhau, son sắt như nhau, tuy hai nhưng lại là một thì mới có thể hoán đổi cho nhau một cách linh hoạt như vậy được, đúng không nào? Họp phụ huynh, mời họp phụ huynh thì bố cũng như mẹ, mẹ cũng như bố, ai đi họp cũng được, ai rảnh thì đi, đúng không? Vì đấy là gì ạ? Đấy là phụ huynh của em, đúng không? Nhưng chị đi thì lại không được, bởi sao? Chị là bậc dưới rồi, ok chưa? Ok em hình dung anh nhỉ? Đấy, thì cái ý thứ nhất mà em phải phân tích được cho hai, cho cái ý thơ này. Tiếp theo thì các em cần phải phân tích được cho cô là lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Đấy, thì ở đây gì ạ? Cái câu thơ 8 này khẳng định cái nghĩa tình son sắt của người đi, đó là gì ạ? Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, có nghĩa là trước sau đều như một, không thay đổi theo thời gian. Đấy, mặn mà nồng thắm thiết, luôn luôn in đậm trong trái tim của người ra đi, đúng không? Trước sau, trước đây cũng như thế nào thì sau này như thế. Đấy, trước đây thủy chung son sắt keo sơn ra sao thì sau này khi về chốn phồn hoa đô thị rồi cũng sẽ có những cái tình cảm thủy chung son sắt như vậy, cũng sẽ luôn luôn mang trong mình những ân tình ân nghĩa của người dân miền Bắc in sâu trong trái tim này. Dù cuộc sống có thay đổi, dù thời gian có không còn như trước đây nữa, đấy, dù về chốn đô thị, về xuôi chốn phồn hoa rồi thì tình cảm thủy chung son sắt như thế nào vẫn đinh ninh như một. Thế nào, đấy, các em có thể phân tích này. Theo nghĩa tiếng Hán ấy, thì cái từ đinh, từ trước sau thì mang nghĩa là thủy chung. Đấy, sống có trước có sau, trước như thế nào thì sau như vậy. Đấy là đạo lý thủy chung, truyền thống của người dân Việt từ bao đời nay, trước sau như một. Thế nào, đấy, các em có thể phân tích tiếp là trong cái câu thơ này á, ý thơ không chỉ đơn thuần ở cái việc là khẳng định sự thủy chung son sắt. Đấy, khi người ta nói là lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, cái ý một của nó, cái ý một của nó, nên là nói về cái lời thề thủy chung son sắt, đúng không? Đấy, tôi thề với anh là tôi sẽ trước sau như một, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Đó, nhưng nó không đơn thuần chỉ là ở cái việc khẳng định đâu, mà nó còn lý giải cái sự thủy chung son sắt của người ra đi một cách sâu xa, một cách sâu sắc nữa. Bởi vì sao? Trước sau ở đây còn gọi về một khoảng không gian. Đấy, bây giờ là lúc chia tay đây, đúng không? Trước đây là cái mốc 15 năm. Đấy, còn sau này khi về xuôi rồi còn nhiều cái năm nữa, đây nào, về xuôi. Đấy, về xuôi còn nhiều cái năm nữa mà không biết bao giờ mới quay trở lại chiến khu Việt Bắc để cùng ôn lại những kỷ niệm trong vòng 15 năm này. Thì ngoài cái ý nghĩa thứ ở cái câu thơ này, ngoài cái ý nghĩa thứ nhất đó là gọi cái lời thề thủy chung son sắt, thì còn khẳng định một cách, đó là gì ạ? Đó là về khoảng không gian trước đây, từ quá khứ đến hiện tại và đến
sau này, kéo dài đến tương lai. Thì người cán bộ về xuôi vẫn luôn luôn mang trong mình những cái cảm xúc như vậy, những cái ân tình ân nghĩa đó của người dân Việt Bắc. Thế nào, của người dân Việt Bắc trước sau. Đây không chỉ đơn thuần là lời thề, ý thứ nhất nó mang nghĩa là lời thề, nhưng ý thứ hai ấy, nó còn gọi về cái khoảng thời gian 15 năm này trước đây như thế, 15 năm này trước đây kỷ niệm như thế nào, thì đến hiện tại và đến tương lai nó cũng vẫn sẽ như vậy. Ok không? Thấy chưa? Đấy là ý thứ hai. Ok à? Đây là ý hai. Còn đây là ý một. Ý một đây là lời thề nhá. Ý một là gọi ý nghĩa về lời thề. Đấy. Còn ý hai là gọi ý nghĩa về cái khoảng thời gian gắn bó. Đấy. Khoảng thời gian gắn bó trước đây. Trước. Đấy. Hiện tại. Như thế nào? Và tương lai thì vẫn sẽ luôn luôn thủy chung son sắc như thế. Vậy cho qua ý thơ này thì chúng ta sẽ phải phân tích cho cô được hai ý. Ý thứ nhất là câu thơ không chỉ đơn thuần ở cái việc khẳng định cái, nêu được cái lời thề thủy chung son sắc của người ra đi, mà còn gợi về cái sự trước sau ở đây là khoảng không gian 15 năm này tình nghĩa như thế nào thì hiện tại vẫn y nguyên như thế. Và quan trọng hơn nữa là sau này khi về xuôi rồi, với những năm tháng ở chốn phồn hoa đô thị, với những cái cuộc, với mức sống, với cái hoàn cảnh sống tốt hơn khi ở chính khu Việt Bắc, thì sẽ không bao giờ quên cái khoảng thời gian đã gắn bó với nhau suốt 15 năm này đâu. Ok không? Hình dung không? Đó, thế nhá. Thế nào? Đấy, và các em có thể phân tích được cái gì nữa? Tiếp theo này. Đấy, mở rộng. Lại một phần mở rộng nữa cô muốn nhắn đến các em. Rất quan trọng. Rất quan trọng nha các em nhá. Quan trọng lắm ấy, mở rộng. Câu hỏi này, mở rộng đoạn này nghe thật kỹ. Thấy như nào? Mở rộng phân tích nhá, chú ý nghe này. Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Tôi chỗ này cô muốn các em phân tích sâu hơn giúp cô cái chỗ này. Phân tích sâu hơn. Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh là một lời thề thủy chung son sắt, đúng không? Đúng không? Lời thề thủy chung son sắt. Vậy câu hỏi các em này, là người cán bộ cách mạng, người ta sống dựa vào đâu? Là một người cách mạng, người ta không thể chiến tranh, không thể làm tạo nên được thắng lợi nếu như không dựa vào sức dân. Với câu hỏi này, người cán bộ về xuôi, người cán bộ là như nào, đảng cách mạng có thắng lợi được hay không nếu như không có người dân Việt Bắc giúp đỡ, nếu như không có người dân Việt Bắc đồng cam cộng khổ? Và cô muốn nói người dân Việt Bắc nói riêng và tất cả những người nhân dân đã cùng cán bộ cách mạng kháng chiến trên dọc mảnh đất Việt Nam này. Sau này các em sẽ học đến rừng Sà Nu, sau này các em sẽ học đến những đứa con trong gia đình. Đấy, đúng nào? Đó. Thì câu hỏi các em, nếu như một mình cán bộ về xuôi, nếu như có một mình những người lính thôi mà không có sự giúp đỡ, không có sự đồng cam cộng khổ của nhân dân, thì liệu có làm nên chiến thắng hay không? Không. Không bao giờ. Cô muốn các em phân tích sâu ở chỗ này cho cô. Vậy thì nếu như mà không tự làm nên được chiến thắng, phải dựa vào nhân dân, thì nhân dân có quyết định 50% thắng lợi hay không? Có. Vậy thì cái thắng lợi này giành được là cũng nhờ nhân dân, đúng không? Vậy thì người đầu tiên phải cảm ơn đến là ai? Là nhân dân, đúng không nào? Đó, là nhân dân. Vậy nên là người cán bộ cách mạng ấy thì phải mang ơn nhân dân. Đấy, sau khi mang ơn thì phải biết được đền đáp cho nhân dân. Đền đáp cái gì? Đền đáp sự cưu mang đùm bọc của nhân dân, đúng nào? Đấy, nhân dân đã đồng cam cộng khổ cùng cán bộ kháng chiến. Nếu không có nhân dân thì cán bộ kháng chiến ở đấy chết đói lâu rồi, đúng không? Đúng không? Nếu như không có sự đồng cam cộng khổ của nhân dân ấy, tạch lâu rồi. Đấy. Vậy thì bây giờ chiến thắng rồi, ông phải cảm ơn tôi chứ, bởi vì tôi đã đồng cam cộng khổ với ông, đúng không? Tôi đã giúp đỡ ông, không quản khó khăn, không quản gian khổ, không quản cái gì, đồng cam cộng khổ với ông. Bây giờ ông chiến thắng, ông được tung hô, ông quên tôi sao? Ờ, đúng không nào? Đấy, vậy thì cô muốn em nhấn mạnh ở đây giúp cô một ý như sau, đó là người cán bộ cách mạng mang ơn nhân dân và đền đáp lại sự cưu mang đùm bọc của nhân dân là điều mà bất kể một người lính cách mạng nào, một người cách mạng nào cũng phải luôn luôn khắc khoải. Và chính vì thế, cái lời thề thủy chung son sắt của người ra đi đối với nhân dân là vô cùng quan trọng.
Bởi sau khi cái lời khẳng định sự son sắt đó, đó chính là tấm lòng của người cách mạng dành cho nhân dân. Cảm ơn nhân dân, cảm ơn người dân Việt Bắc đã đồng cam cộng khổ với cán bộ cách mạng, đã cùng chia bùi sẻ ngọt với cán bộ cách mạng. Nếu như không có sự đồng cam cộng khổ đấy, không có sự cưu mang đùm bọc của nhân dân thì chiến thắng này không thể có được. Vậy nên cái lời thề thủy chung son sắt, lòng ta sau trước mặt bà đinh ninh, nó không chỉ là sự lời thề thủy chung son sắt nữa, mà nó còn phải phát triển thêm một ý nữa, đó là gì ạ? Thầm cảm ơn tấm lòng của nhân dân đã giúp cán bộ về xuôi, đã giúp những người cách mạng làm nên chiến thắng này, để đến lúc này người cán bộ về xuôi mới được về mảnh đất của mình. Còn không chiến thắng thì còn ở đây dài dài, đúng không? Chuyện chưa, bây giờ thắng rồi thì mới về dưới chiến khu chứ còn gì nữa. Nó xảy ra không cảm ơn tôi nhỉ, đúng chưa? Ok chưa, mở rộng giúp cô ý đấy, viết thế nào thì viết tùy, ok chưa? Đấy, và quan trọng hơn nữa đây, các em có thể mở rộng theo ý này hoặc mở rộng theo ý này giúp cô. Nhà thơ Tố Hữu là nhà thơ trữ tình chính trị, đúng không? Nhà thơ trữ tình chính trị, trữ tình có nghĩa là nói về cái tình, đúng không? Chính trị là nói về cái vấn đề gì, về đấy, cách mạng ấy. Em hiểu đơn sơ nên đơn giản như vậy thôi. Vậy câu hỏi này, đã là trữ tình đấy, đã là chính trị trữ tình, có nghĩa là trong ông Tố Hữu này, cái tình cảm ân tình ân nghĩa luôn luôn phải được đề cao, đúng không? Đúng không? Chuẩn chưa? Và trong tất cả các tác phẩm của mình, trong cái lẽ sống của Tố Hữu, ông luôn luôn đặt cái ân tình ân nghĩa lên đầu tiên, như là cái kim chỉ nam của ông vậy, khi sáng tác, trong suốt sự nghiệp sáng tác của ông ấy. Vậy thì chỗ này tại sao lại nhắn được cái lời thủy chung son sắt? Bởi vì vốn nhà thơ Tố Hữu là một người sống trọn đạo ân tình ân nghĩa. Vậy nên khi có được cái chiến thắng này, ông thầm cảm ơn nhân dân, đó chính là cái kim chỉ, cũng chính là cái kim chỉ nam mà nhà thơ Tố Hữu một đời hướng tới. Thì em sẽ phân tích cho cô cái này, ý này, đúng không? Ôi, phát triển không? Có hiểu là mình cần phát triển cái gì trong cái này chưa? Các em có thể phát triển một trong hai ý. Nhưng học sinh ơi, các em thân yêu ơi, có đọc được chữ này không? T-H-A-M ngược vào tiếng Việt là tham. Thấy cái này cũng hay, thấy cái này cũng hay, đi ôm tất vào. Đừng tham. Một mới là đọc, còn hai là vứt. Hai là vứt, một cái là đồng. Và em cảm thấy là em phát triển được ý này thì em phát triển được ý này thì phát triển, nhưng chỉ chọn một trong hai thôi. Ở nhà chỉ chọn một trong hai thôi. Đấy, trong tất cả các bài phân tích, trong một đoạn thơ, trong một đoạn phân tích của các em ấy, nó chỉ nên mở rộng một cái thôi, chứ nó không mở rộng hai cái. Còn trong bài giảng thì cô sẽ giảng cho em nhiều cái. Nhiều cái thì có thể là bạn Ngọc Thị thì bạn ấy hợp với cái này. Đấy, bạn Trang Nguyễn thì bạn ấy hợp với cái này. Đấy. À, bạn Tùng Lâm thì bạn hợp với cái này. Đấy, ok chưa nhỉ? Đấy, bạn Thu Huyền thì bạn ấy hợp với cái này. Bạn Phương Thảo thì hợp với cái này. Bạn Thu Yến thì hợp với cái này. Đấy thì tùy các em viết, ok chưa? Nhưng chỉ được chọn một trong hai thôi. Ok như nào? Đấy, không ông nào cứ le ta le te xong rồi cứ ôm hết vô, ok không? Đúng không? Đấy, cứ ôm hết vào. Đừng tham nhá, đừng tham. Vậy thì hướng dẫn em thì cô sẽ hướng dẫn nhiều cách để cho bạn nó hợp cái nào thì viết cái đấy, ok chưa? Không nhỉ? Đấy là hai cái ý mà em mở rộng thế nhá. Nào, tiếp theo này, đó, phân tích nhá. Phân tích đến đâu rồi? Đến lòng ta sau trước mặt bà đinh ninh rồi, đúng không? Thì phân tích tiếp nào. Đó, phân tích tiếp nào, ok đấy. Đấy, ok nhá nhỉ? Đấy, phần lòng ta, ok sao nhỉ? Lòng ta sau trước mặt bà đinh ninh thì có gì ạ? Ở khi có những cái năm tháng gắn bó cùng nhau đấy, đấy bây giờ đã đồng cam cộng khổ cùng với nhau thì người ra đi khẳng định là gì ạ? Khẳng định là dù cuộc sống đời có thay đổi, dù cuộc sống có thay đổi, môi trường có thay đổi, thì những cái tình cảm thủy chung son sắt, những năm tháng thăng trầm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà người ra đi và người ở lại đã gắn bó cùng nhau, đã đồng cam cộng khổ cùng nhau, đặc biệt là người dân Việt Bắc đã chia bùi sẻ ngọt với người ra đi, thì sẽ luôn luôn đinh ninh là chắc chắn và không bao giờ quên đối với trong tâm trí của người ra đi. Đấy nào, thì các em sẽ nhận xét thêm, phân tích thêm cho một ý nữa, đó là gì? Các từ lấy này, mặn mà đinh ninh là khẳng định cái tình cảm mặn mà trong quá khứ, trong cái 15 năm đó, trong cái 15 năm gắn bó này sẽ mãi thủy chung son sắt, sẽ sâu nặng tình nghĩa trước sau như một, không thay đổi theo thời gian. Dù sau này về xuôi rồi
Đấy, dù sau này có đi nhận nhiệm vụ khác, đất nước có như thế nào trong nữa thì sẽ không phai nhạt trong tâm trí người ra đi những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm này. Đó, đó là lý giải tại sao lòng ta sau trước mặt mà linh minh là vì như thế. Ok chưa? Không chưa? Thế nhá. Đấy, mình đi mình lại nhớ mình, buồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Trong câu thơ này hãy để ý giúp cô như sau. Trong hai câu thơ này thì ông cần phân tích các ý sau. Thứ nhất ý, đó là gì ạ? Đó là nếu trước đó người ra đi băn khoăn, các em còn nhớ đoạn trước không? Đoạn trước người ra đi hỏi, người ở lại hỏi như thế nào? Người ở lại hỏi là mình đi mình có nhớ mình, tân trào hồng thái mái đình cây đa. Đúng nào? Đấy, thì đến lúc này người ra đi cũng trả lời lại một cách khẳng định đầy chắc chắn là gì? Mình đi mình lại nhớ mình. Đấy, ở câu thơ trước là gì? Ở cái đoạn trước ấy là người ở lại hỏi là mình đi mình có nhớ mình. Thì đến đây ông này ông đáp lại là mình đi mình lại nhớ mình. Đúng không? Phải chưa? Đấy là đáp lại. Đấy như nào? Đó. Đấy, vẫn là cái cách xưng hô mình ta mình đầy tinh tế này nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện có ba từ mình đi mình có nhớ mình. Thì các em để ý cho cô này. Đấy, cái là mình đi mình có nhớ mình thì như sau. Nếu các em hiểu cái từ mình này này, nếu các em hiểu cái từ mình này. Đấy, ở đây có hai cách hiểu, cái từ mình ở kia có hai cách hiểu. Nếu như mà các em hiểu cái từ mình ở cuối kia là người ở lại thì hai cái này là người đi đúng không? Mình đi có nghĩa là ta đi ta lại nhớ mình. Đấy. Có nghĩa là tớ đi tớ lại nhớ bạn ấy. Ok nào. Đấy. Thì cái từ mình kia nếu như các em hiểu là người ở lại ấy thì cái câu hỏi thì cái câu trả lời này này, cái câu trả lời này của người đi thể hiện nỗi nhớ nhung da diết đối với những cái con người đã đồng cam cộng khổ với mình trong suốt 15 năm kia. Đấy, đó tính là gì? Tuy hai nhưng lại là một. Đây là ta đúng không? Đây là người ở lại đúng không? Đây là người đi này. Đi này. Đấy, còn đây là ở đúng không? Ở. Thì nếu như mà mình đi mình lại nhớ mình có nghĩa là gì? Mình với ta tuy hai nhưng lại là một. Đấy, tuy là mình và ta nhưng đều là mình cả. Thấy chưa? Nếu như mà em hiểu đó là người ở lại thì sẽ là lời thề thủy, là lời thể hiện nỗi nhớ nhung da diết của người ở lại và khẳng định là người ở lại và người ra đi tuy hai nhưng lại là một. Đấy là cách hiểu thứ nhất. Còn cách hiểu thứ hai, nếu như các em hiểu cái từ mình thứ ba kia là người ra đi thì cái câu thơ này là cái câu thơ khẳng định. Khẳng định là gì ạ? Là ta là những người đi đấy, về với thành phố rồi, về với cái cuộc sống trốn phồn hoa rồi, sẽ mãi không bao giờ quên những cái quá khứ đẹp đẽ trong vòng 15 năm, những cái kỷ niệm trong vòng 15 năm đó, sẽ không bao giờ quên và sẽ không đánh mất chính mình trong 15 năm đó. Trong 15 năm đó là bạn cảm nhận tớ thế nào, người ở lại cảm nhận người đi thế nào thì người đi cũng sẽ vẫn luôn luôn như vậy và không bao giờ thay đổi. Ok chưa? Đó, để các em có thể phân tích cho cái từ mình kia thành hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là mình là người ở, mình thứ ba kia là người ở lại, hoặc là mình thứ ba kia là người ra đi. Ok không? Đó, thì em sẽ phân tích hai cái ý đấy mà giúp cô nhé. Đây nhỉ? Đó, thì tiếp theo nữa, đó, các em sẽ phân tích cho cô là nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Và trong đây cái câu thơ này thì em cần phân tích các ý sau cho cô. Thứ nhất, đó là lối so sánh. Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Đấy. Đấy, diễn tả gì ạ? Diễn tả sắc thái và mức độ tình cảm của người cán bộ đối với người dân Việt Bắc. Đúng không nào? Đó, nặng như suối, đúng không? Dạt dào như suối, nguồn bao nhiêu nước đấy, nghĩa tình bấy nhiêu. Với nước trong nguồn dạt dào như thế nào thì tình cảm của người ra đi cũng sẽ dạt dào như thế. Đúng chưa nào? Đó. Đấy, ý tiếp theo có thể, em có thể phân tích tiếp. Em có thể phân tích thêm để làm sáng tỏ vấn đề, đó là bên cạnh cái việc diễn tả sắc thái và mức độ tình cảm của người cán bộ về xuôi đối với người dân Việt Bắc ấy, thì còn phản phất trong đây cái phong vị ca dao nữa. Đó là cái câu thơ nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu còn lấy từ cái ý ca dao, đó là gì ạ? Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Đấy, bởi vì đây là gì ạ? Ca dao dân ca. Đấy, lấy từ cái ý ca dao là gì ạ? Đó, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Đó, đấy chưa? Đấy, thế thì nó có phản phất phong vị ca dao không? Đấy, thì em sẽ phân tích thêm cái ý này vào nhá. Thế nhỉ? Trong tình cảm ấy, các em phải hiểu như này này. Trong tình cảm ấy hay là trong tình yêu, đấy, cái nỗi nhớ nó là một cái khái niệm vô cùng trừu tượng. Đấy, rất khó định nghĩa, không thể trả lời được là anh nhớ em nhiều lắm, cứ nhớ bao nhiêu, nhớ thế nào, nhớ trăm lần, nhớ nghìn lần, nhớ một cân, nhớ một tạ. Cái nỗi nhớ, cái tình cảm của người ta không thể cân đo đong đếm được. Nhưng mà qua cái ý thơ này đấy, thì nhà thơ Tố Hữu lại nói được cụ thể hóa cái nỗi nhớ của người ra đi. Đó, là như thế nào? Là nó hiện hữu như nước trong nguồn, luôn luôn đầy ắp, lặng thầm và vô tận.
vì nước trong nguồn thì luôn luôn dạt dào và không bao giờ có thể vơi cạn được, chứng tỏ một điều là tình cảm của người ra đi ấy, đối với người ở lại ấy, thì luôn luôn dạt dào như nước trong nguồn, không bao giờ vơi cạn, bởi vì nó luôn luôn hiện hữu trong tim của người ra đi đó. Thì các em có thể phân tích thêm ý đó, và các em có thể phân tích, các em phân tích thêm nữa là gì ạ, cái hình ảnh nước trong nguồn này còn gọi ra, còn ngẫm về một cái câu nữa, đó là gì ạ? Các em có nhớ là cái ở bốn cái câu thơ đầu người ta đi hỏi là mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn, nguồn 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 nguồn, thì đến đây là gì ạ? Như nước trong nguồn, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Có sự hô ứng ở đây không các em? Trong bốn câu thơ đầu đấy có nói về nguồn, đúng nào? Người ra đi hỏi để gợi nhắc là hãy nhớ về cội nguồn, thì đến đây ông ấy thầm khẳng định là nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, có nghĩa là tình cảm của người dân Việt Bắc dành cho cán bộ về xuôi bao nhiêu thì cán bộ về xuôi sẽ dành lại bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Có sự hô ứng không? Có sự hô ứng giữa lời của người ở lại và lời của người ra đi, đúng nào? Nhớ cho cô cái đoạn này nhá. Đấy, vậy đây là cái hình ảnh nước trong nguồn này còn gợi ra cái suy ngẫm về cội nguồn, đấy, về cái đạo lý thủy chung ân nghĩa của người dân, của người dân Việt Nam, đó khẳng định cái tình cảm của người dân Việt Nam, của người cán bộ về xuôi, đó là khi về xuôi rồi sẽ luôn luôn nhớ về cội nguồn, nhớ về người dân Việt Bắc, cái nôi của cách mạng, đúng nào? Và cái hình ảnh so sánh này ấy, còn thầm đáp trả lại sự trăn trở của người dân Việt Bắc trong bốn câu thơ đầu. Đấy, đó là gì ạ? Mình đi mình có nhớ mình, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Đây này, đây là người ta đang hỏi này, và đến đây là người ta trả lời, bởi vì bây giờ mới có cơ hội để trả lời thì trả lời luôn. Đấy, người ta hỏi là gì? Mình về đấy, nhìn cây, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tôi trả lời luôn, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, có nghĩa là khẳng định là ai sẽ nhớ, chắc chắn nhớ, ok, nên yên tâm đi, không phải lo hả? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Vậy phân tích thêm những cái ý này nhé các em nhé, ok nha. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo đó, sáu câu thơ tiếp theo. Sáu câu thơ: nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng lương, nhớ từng bạn khói cùng xương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Trong đáp án của bộ người ta ghi như sau, người ta ghi là đây chính là nỗi nhớ về thiên nhiên bình dị thơ mộng, cảnh vật chiến khu Việt Bắc với nhịp sống êm đềm và đầm ấm. Đấy, thì trước tiên thì các em dẫn dắt vào để nêu nổi bật cái vấn đề này, sau rồi các em sẽ trích thơ, và sau đây thì các em sẽ phân tích các ý để làm nổi bật cái đoạn thơ này. Ý thứ nhất, dẫn dắt, các em có thể dẫn dắt như sau: sau lời thề thủy chung son sắc với người ở lại, trong tâm trí của người ra đi lúc này, hàng loạt những kỷ niệm gắn bó với thiên nhiên cũng như con người Việt Bắc cứ thế thi nhau hiện lên. Đầu tiên là bức tranh về thiên nhiên bình dị mà thơ mộng, cảnh vật chiến khu Việt Bắc với nhịp sống êm đềm mà đầm ấm. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng lương, nhớ từng bạn khói cùng xưa, sống khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng lửa bờ tre, gọi thiên sông đáy suối lê vơi đầy. Đấy, dẫn dắt xong rồi mới trích thơ, ok chưa nhỉ? Đấy, và trích thơ thì trong cái ý thơ này thì các em có những vấn đề sau thì cần phân tích. Đấy, thế là đấy. Câu thơ thứ nhất là gì ạ? Nhớ gì như nhớ người yêu. Nhà thơ Tố Hữu đã diễn tả nỗi nhớ về Việt Bắc thông qua các so sánh là gì? Việt Bắc chính là người yêu của Tố Hữu, đúng nào? Đấy, thì em sẽ phân tích các ý sau. Thứ nhất, nhớ người yêu là nỗi nhớ như thế nào? Nhớ người yêu là nỗi nhớ đặc biệt, một nỗi nhớ luôn luôn thường trực trong trái tim của người yêu đang yêu, đúng không? Đấy, không nguôi ngoai vơi cạn, nỗi nhớ lúc nào cũng mãnh liệt. Đấy, và các em có thể mở rộng cho các ý thơ tiếp theo. Đấy, thì em có thể mở rộng cho cái thơ ngoài vào đây. Thế nào? Đấy, nhiều khi mãnh liệt đến phi lý trong ca dao thì có cái câu là gì ạ? Nhớ ai bồi hồi như đứng đúng lửa, như ngồi đúng tha, cũng nói về nỗi nhớ, đúng không? Đấy, hoặc là trong thơ của Xuân Diệu thì ông Hoàng của thơ tình ấy thì cũng đã từng nhắc đến nỗi nhớ trong tình yêu đó gì ạ? Uống xong lại khác là tình. Ông Xuân Diệu ấy viết rất là nhiều cái câu rất là về tình yêu, về nỗi nhớ, những cái gì liên quan tình yêu rất là phi lý, nhưng mà khi đọc ra thì chúng ta cảm thấy là gì ạ? Nó rất là chính xác. Thế nào? Uống xong lại khác là tình, gặp rồi lại nhớ là mình với ta. Đấy cũng nói về nỗi nhớ, đúng không nào? Đấy, và nhà thơ Tố Hữu thì cũng đã so sánh cái nỗi nhớ của mình với người yêu. Đó là một cách so sánh vô cùng đặc biệt. Nào, cách so sánh này thì cho thấy là cái mức độ tình cảm của người về xuôi dành cho Việt Bắc nó sâu nặng, nó dạt dào và nó tha thiết
Trong lòng cán bộ về xuôi thì mảnh đất Việt Bắc như là người yêu của mình vậy. Đó, nỗi nhớ về người yêu thì luôn luôn thường trực, luôn luôn giạt giảo, luôn luôn ra diết trong trái tim của người ra đi. Đúng không? Thì các em có thể phân tích như vậy. Ok, phân tích nhá. Đấy, có thể trích cái này, trích cái này, trích cái này. Tùy, một trong hai cái thì đừng tham. Học sinh thì vốn là rất là tham, ok chưa? Đấy thì em có thể dẫn dắt thêm vào như vậy, ok chưa nhỉ? Đó, còn đấy là đối với câu thơ đầu. Bởi vì câu thơ đầu nó đặc biệt, của những cái câu thơ sau thì nó chỉ là cái khung cảnh thiên nhiên Việt Bắc thôi. Nếu dùng Việt Bắc thôi thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Bởi vì nó không có nhiều cái đặc biệt như cái câu thơ đầu tiên. Đây là năm cái câu thơ còn lại là chỉ các đối tượng nhớ của cán bộ về xuôi. Đấy, là còn ở đây có phép liệt kê thì hình ảnh mình trăng lên đồng núi này, nắng chiều lưng nương này, đấy, bản khói cùng sương này. Đấy, chỉ cái vẻ đẹp, chỉ cái cảnh đẹp thiên nhiên của núi rừng Việt Bắc, thơ mộng trữ tình đó, và cái nhịp sống êm đềm của người dân nơi đây. Em có thể dẫn dắt như sau, dẫn dắt nhá. Sau khi phân tích cái câu thơ nhớ gì như nhớ người yêu rồi á, thì em sẽ dẫn dắt này, dẫn dắt đến năm cái câu thơ này. Đây là nội dung của năm cái câu thơ này, thì cô hướng dẫn em dẫn dắt, ok chưa? Đó, và có lẽ chính sự liên tưởng ngọt ngào tới tình yêu đã khiến những hình ảnh sau đó của thiên nhiên Việt Bắc cũng thấm đẫm hương vị ngọt ngào của tình yêu. Từng cảnh vật của chiến khu Việt Bắc trong thời gian và không gian hiện lên rồn rập, hiện ra trong nỗi nhớ của người ra đi. Việt Bắc khi thơ mộng với ánh trăng bảng bạc thấp thoáng nơi đồng núi, khi ấm áp nhạt nhòa trong ánh chiều lưng nương, rồi lúc lại mơ hồ huyền ảo giữa những khói mờ sương, và nhất là luôn luôn nồng đượm ân tình và sự cuốn hút với hình ảnh con người sống khuya tần tảo. Sau đó là các em bắt đầu trích thơ, xong rồi từng câu thơ có cái gì đấy thì các em bắt đầu phân tích vào. Ở đây đấy, ok chưa nhỉ? Đấy, trong tài liệu thì cũng đã có cái dẫn dắt này rồi, thì các em lưu ý, ok chưa? Đấy, nhớ từng bản khói cùng sương, sống khuya bếp lửa người thương đi về. Thế có thể phân tích là câu thơ sống khuya bếp lửa người thương đi về thì gọi là hình ảnh người dân lao động Việt Bắc vất vả tần tảo sớm hôm, đúng không? Đấy, với nhịp sống đơn sơ thì đấy, vất vả tần tảo sớm hôm, bởi vì người dân Việt Bắc thì là những con người rất là gì ạ, cần cù chịu khó lao động, trong lao động đó, đúng không? Đấy là cái ý thứ nhất mà em phân tích gì ạ, các hình ảnh trăng lên này, nắng chiều này, sớm khuya này, gọi nỗi nhớ sâu nặng, nỗi nhớ bao trùm lên cả thời gian và không gian khi người cán bộ về xuôi rời khỏi cái mảnh đất này. Thì những cái hình ảnh này nó hiện lên, những cái cảnh đẹp nó hiện lên một cách thơ mộng trữ tình, làm cho người ra đi cảm thấy lưu luyến và không muốn rời xa, đúng không nào? Đó, đấy, nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngói thia sông đáy xuôi lên với bầy, thì đây là các hình ảnh rừng nứa này, bờ tre này, ngói thia này, sông đáy này, suối lê này, cho thấy là những cái cảnh vật Việt Bắc vô cùng phong phú và đa dạng. Dù là từ rừng nứa bờ tre đấy, là những cảnh vật chung chung, hay là suối lê sông đáy, đấy, ngòi thia, sông đáy, suối lê đấy, thì là những cái gì ạ? Những cái hình ảnh cụ thể mang tên tuổi rõ ràng, hoặc là những cái hình ảnh chung chung, rừng nứa bờ tre thì nó chỉ là chung chung thôi. Nhưng dù chung chung hay riêng, đấy, dù chung chung hay có tên riêng, thì những cái cảm xúc trong lòng người ra đi vẫn luôn luôn vơi đầy, vẫn luôn luôn đầy, luôn luôn giạt giảo. Đó, và cái từ vơi đầy này thì chỉ mức độ nước của sông, đúng không? Vừa gọi lên nỗi nhớ vơi đầy giạt rào và da diết của người về, người đi, đúng không nào? Đó, đó là những cái tình cảm mà người ra đi muốn nhắn, và các em sẽ phân tích được trong cái ý này. Đó, đó là bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì cô truyền tải cho em rất là nhiều kỹ năng. Đấy là các em lưu ý, ở buổi học lần sau thì cô sẽ cũng vẫn đẩy mạnh cái kỹ năng viết văn như thế này. Đấy là từ bây giờ chỉ đi là các em thấy là mình sẽ học nặng hơn rất là nhiều. Và có một lời mà cô muốn gửi lời xin lỗi tất cả các em, đó là tài liệu trong cái tháng này thì cô gửi đến các em hơi bị chậm, bởi vì cái laptop của cô không biết tại sao nó bị đơ đơ á, nên để chiếu được cho em này cô phải mượn laptop của bố bé heo, nên thành ra là không có tài liệu để gửi cho em đấy. Và hôm nay thì cô sẽ phải ngồi soạn lại, bởi vì không biết là bao giờ thì cái laptop nó được về tay cô nữa đấy nha. Đó thì cô rất là xin lỗi các em, mong các em thông cảm giúp cô là cô gửi tài liệu cho em hơi chậm một chút đấy, thấy nhá, đấy, thế nhắc em nhá. Buổi học ngày hôm nay thì cô xin phép dừng lại tại đây, cô chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các tiết học lần sau, và ngày mai thì cô sẽ cố gắng để gửi hết cái tài liệu về miền Bắc cho các em. Cô rất mong là các em thông